như bạn ấy. Và bây giờ chúng ta học như là cái bài hôm nay á, thì cái phần đầu đó nó hơi khó cho các anh chị làm sao. Chúng ta, tôi biết là rất ít những người ngồi đây á thì đã học ngoài trước cái nhà rồi ha. Và khi mà chúng ta hiểu về cái quá trình làm cái ống tiền á, cái đó mới là khó nhất. Thì chúng ta phải tự tự nhiều lắm. Và các anh chị lúc mà tôi biết là những cái bài trước thì chúng ta là khôi văn lá hay là cái khôi cái hình dạng như thế nào chúng ta cũng chưa có phần tưởng tượng nữa. Thật ra sang là ngày hôm nay mà nếu mình chịu phần đó nắm chưa rõ đó chúng ta khó tưởng tượng lắm. Thật ra là ở trên lớp khi giảng một chuyện thì nhà các anh chị mới đọc đi đọc lại cái bài này và coi phim ở trên mạng cũng có nhiều phim đó, thì chúng ta nó mô đen như thế nào chúng ta nhìn tôi biết và bởi vì cái sự thay đổi lúc mà cái khôi nó khép lại và nó có rất là nhiều biến đổi. Nó biến đổi nó xảy ra ở không gian bay nhiều lắm. Sâu trong bay đó thì cũng là 2 triệu thôi. Thực ra là nó hơi khó ở đó. Đó là cái thứ hai đó. Mô tả đường sự thành tiên cũng rất khó. Nha, còn những cái phần ở phía sau á thì nó chỉ là cái mục tiêu phía sau chỉ là những cái lý thuyết thường tí thôi. Và còn nếu chúng ta hiểu bài trên lớp á về là chúng ta học lên sẽ chỉ hãy nhớ bài hơn. Ra cái bài hôm nay có phần đầu thì cái hệ thức học là một cái hệ mà nói chung nó là một cái hệ cơ quan, nó sẽ mô tả đầu tiên trong cái thôi nó là sao bởi vì đó là cái đầu tiên nó thời gian là ở cuối tuần thứ ba và ở cái giai đoạn là cuối tuần thứ ba này đó thì phần áo nó hình thành nha. Và các chị nhìn cái hình A, B, C đó thì cái hình A là tế bào thông môn. Chúng ta đã học môn rồi đúng không? Học thông môn trước trong học rồi thôi. Tế bào thông môn thì chúng ta cũng rất là nhìn là các chị cũng có biết là tôi cũng nhắc lại thì ở đây á, quan trọng của tôi như vậy thôi. Thì cũng từ cái tế bào thông môn này nó sẽ chuyển hóa thành cái tế bào máu. Và ở trong cái giai đoạn phôi thai vào cuối tuần thứ ba đó về cái gì đó thì nó sẽ biến hóa thành hai cái dòng tế bào nha. Cái dòng tế bào mà tròn tròn á mà nó tạo những cái đảo máu nó tụ lại như cái tính gì đó, cái tế bào nó tụ những cái đảo máu là cái gì đó. Và cái tế bào gọi là những cái tế bào máu nguyên thủy nha. Và cái dòng tế bào thứ hai nó sẽ biến hóa ra từ cái bệnh ung thư là tế bào gì đó là mạch máu thì chúng ta nhớ không? Tế bào nội mô ha. Và cái tế bào nội mô này nó sẽ liên kết với nhau và hình thành cái mạch máu. Đó là cái sơ đồ đơn giản nhất để chúng ta hiểu được cái quá trình hình thành thôi. Cái chi tiết của nó phức tạp lắm để hiểu như vậy là được rồi. Và chi tiết hơn về cái phần lý thuyết đó thì những tế bào của não máu nó sẽ chuyển hóa thành hai cái dòng tế bào ha. Thì tôi mô tả về lý thuyết chi tiết hơn đó là cái dòng tế bào trung tâm và tế bào thứ hai là tế bào ngoại biên. Thì những cái tế bào ngoại biên này đó là cái nguyên bào thực vật mà từ đó nó sẽ hình thành nên cái tế bào nội mô và hình thành nên cái mạch máu nguyên thủy. Còn cái dòng tế bào trung tâm ở phía trên đó thì nó sẽ phát triển thành cầu cầu. Cầu cầu ở trong giai đoạn phôi thai nó khá là lớn và nó là chiều khối nhân nữa. Trong cái chuyện khác chịu quan tâm chúng ta có thể đọc thêm một số cái giáo trình liên quan tới lại phôi thai học ha. Cái giáo trình hồi nãy tôi sâu cho các chị với slide đầu tiên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua chi tiết hơn về cái quá trình hình thành cái tĩnh mạch như thế nào. Không, bởi vì cái mạch máu hình thành thì chúng ta sẽ có gì động mạch cái tĩnh mạch đúng không? Và ở trong cái giai đoạn mà phôi á thì quá trình biến đổi của tĩnh mạch với động mạch nó rất là nhiều và hầu như là nó không khi mà em bé sinh ra đời thì nó trải qua rất nhiều biến đổi. Thành ra là ở đây chúng ta chỉ hiểu được cái sự hình thành tĩnh mạch động mạch để chúng ta hiểu được cái quá trình tuần hoàn của máu ở trong giai đoạn phôi và thai thôi ha. Cái biến đổi gì mà các chị không thể nhớ được đâu. Và cái đó còn lại sự hình thành tĩnh mạch đó thì cái cổng máu các chị thì cũng đi từ những cái đạo máu này, những cái đạo máu mà có cái mô và tĩnh mạch ở xung quanh nó là tĩnh mạch mô này. Cái đạo máu này xuất hiện tại ba nơi. Thứ nhất á, là vùng trung bì ngoại phôi của túi ngoại hoàng. Cái phần này các chị xem cái bài trước
mình nói, tôi biết là ít người đang mong luôn cái vùng này đó. Thì vào ngày thứ 17 sau khi nguồn tin thì nó sẽ hình thành nên cái tỉnh mạch rõ ràng. Và cái vùng thứ hai mà thảo sáo xuất hiện đó là trong vùng trung bì ngoại phôi của cuốn rốn. Ngày thứ 18 sau nguồn tin và hình thành tỉnh mạch cuốn rốn. Và cái phần còn lại là trung bì phôi. Thì cái vùng trung bì phôi này là cái vùng mà nó sẽ tạo ra hầu hết những cái cơ quan ở trong cơ thể luôn. Tại vì thực chất là nó có rất là những tế bào trung phôi trong cái vùng này. Đó là sơ lược và tóm tắt lại cái quá trình biến hóa để tạo thành tỉnh mạch. Và bây giờ là tôi sẽ nói một phần động hình thành động mạch nha. Thì cái động mạch này đó, chúng ta cái quá trình hình thành nó thì khá là phức tạp, cho nên là tôi chỉ tóm tắt lại cái kết quả của quá trình hình thành động mạch này thôi. Và nó sẽ tạo ra gì? Động mạch lưng của cái cặp động mạch lưng của cặp động mạch noãn hoàng, cặp động mạch cung rốn và cung động mạch. Cung động mạch một hồi nữa chúng ta sẽ đi vào cái phần biến hóa của cung động mạch và gồm có 6 cung động mạch đó các chị. Và những cái cặp động mạch này thì nó sẽ biến đổi và sẽ thoái hóa hết khi mà chuyển sang giai đoạn 2 ha. Và khi bé ra đời thì nó đã trải qua khá là nhiều đời. Thì bây giờ học để biết ở trong giai đoạn phôi nó có cái cung động mạch gì thôi. Đó. Vậy thì cái ống tim các chị thì nó cũng sẽ là một cái cặp ống tim và nó hình thành ở cái phần đầu của cái đĩa phôi. Đây là cái đĩa phôi cắt ngang cắt dọc đó chị, dọc nha. À, thì cái đĩa phôi nó dài dài đó, lúc này phôi nó chưa khép mình thì khi đĩa nó còn dẹp lại đó, thì cái đĩa cắt dọc. Và nếu như nhìn từ trên xuống chúng ta thấy nó có một cái hình giống như cái hình oval à, thì cái đĩa cắt dọc nha. Thì cái đĩa phôi này thì các chị phải hình dung được cắt dọc như thế nào, cắt ngang như thế nào nữa. Ra là chúng ta phải xem thêm trong những cái giáo trình khác hoặc là xem trên những cái video tiếp. Cái quá trình hình thành cái tỉnh mạch chỉ tóm tắt gọn là giúp các chị phần đó thôi, mà chỉ là giới thiệu thôi ha. Còn quá trình biến hóa như thế nào thì một hồi thì tôi vô bài đó tôi sẽ được biết. Vậy thì cái tuần hoàn máu, khi mà những cái động mạch chỉ đến tỉnh mạch đã hình thành rồi thì máu sẽ di chuyển như thế nào ở trong giai đoạn phôi? Thì khi ở đây đó các chị là tôi đi nhanh một chút, có nghĩa là lúc này đó cái ống tim nó đã tạo thành tim rồi. Thì hồi nãy chúng ta thấy là gì nè, ở đây là chúng ta sẽ có một cặp ống tim nội mô ở phần đầu ha. Nhưng mà để trong cái quá trình tuần hoàn máu á thì bắt buộc tim nó mới hình thành cầu, thì lúc này đó thì cái ống tim nó đã sát nhập lại và tạo thành một cái ống tim đơn rồi, không còn một cặp nữa. Thì đây ha, thì cái mà biết được cái tuần hoàn máu hiển thủy này thì tôi sẽ đi trước luôn cái phần hình thành ống tim đó. Thì đây là ống tim nó hình thành này. Như vậy thì mỗi lần cái ống tim này nó co bóp á thì máu sẽ di chuyển thế nào đó. Thì tim, máu từ tim nó sẽ đi lên một cái cặp động mạch bụng này, đây là cặp động mạch bụng. Rồi nó vô 6 cái cung động mạch đây, 6 cung động mạch nha. Chúng ta nhớ 6 cung động mạch này nha, cái này là 6 cung động mạch đó. Và từ cái cung động mạch này nó sẽ nối với động mạch lưng à, rồi từ động mạch lưng nó sẽ đi tới tiền động mạch cảnh trong và cung cấp máu cho toàn bộ phần đầu ở bên trái và bên phải nha, vùng ở giữa và động mạch lưng nhập lại và tạo thành một ống động mạch chính. Thì cái tập các chị đọc cái trong sách giáo khoa thì nó khá là dài, cái slide này của tôi tóm tắt lại hơn. Và cái phần đầu của đây là cái phần đầu giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành hệ tĩnh mạch thôi ha. Thì cái hệ tuần hoàn máu nguyên thủy chỉ kết thúc ở đây, sẽ không đi quá chi tiết cái phần này. Và cái phần chính là cái phần khó chịu nhất của ngày hôm nay đó, tức là sự hình thành tim nguyên thủy này. À, như cái tôi đã đề cập trong cái thời gian trong cái lúc mà đầu của buổi học rất là chúng ta hơi khó để chúng ta tập trung. Thì tôi sẽ chia cái quá trình này ra làm 4 cái giai đoạn. Đó là đầu tiên nó phải hình thành cái ống tim đã. Các chị nhớ cái ống tim không? Một ban đầu đó là một cái cặp ống tim, sau đó cặp ống tim sẽ sát nhập lại trở thành một cái ống tim đơn. Thì cái quá trình này là quá trình khó nhất để chúng ta hiểu. Đó, ống tim. Đó. Thì sau khi cái ống tim nó đã hình thành rồi thì cái ống tim nó sẽ chia ra thành 5 cái phần. Và 5 cái phần đó sẽ phát triển thành chiều dài, chiều ngang, cao, và nó sẽ chia ra
và nó tạo thành cái vùng tim, ví dụ như là tâm thất nguyên thủy hay là tâm chỉ nguyên thủy là vân 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 đó. Thì cái sự gấp khúc này nó sẽ chia, nó sẽ thực hiện cái việc chia đốt phần tim nó ra. Và sau khi mà cái phần như là tâm thất nguyên thủy, tâm chỉ nguyên thủy nó đã hình thành rồi đó, thì nó sẽ phải hình thành cái tắc ngăn à. Thì cái giai đoạn thứ ba nó sẽ hình thành tắc ngăn tim. Và cái này cuối cùng đó là cái quá trình hình thành cái tắc ngăn của thân nóng động mạch. Thật ra cái quá trình hình thành cái tắc ngăn thân nóng động mạch này nó liên quan nhiều đến cái sự hình thành tắc ngăn thất. Thành ra là mới chia nó ra phần thứ tư luôn. Nghe bạn hơi khó là bởi vì hình thành cái tắc ngăn thân nóng động mạch này nó đi theo chiều xoắn chứ không phải là nó đi theo chiều thẳng. Thì nếu như các chị chưa đọc bài trước ở nhà các chị sẽ không hiểu này tôi nói gì. Nhưng mà một hỏi nữa, tôi tin là tôi sẽ giải cho chị hiểu. Ở bố. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô cái tầng khó chịu là cái tầng hình thành cái ống tim này. Vậy thì cái mốc thời gian nó lên chuyện à, trong cái slide bài giảng của tôi đó, tôi sẽ ghi rất là rõ cho các chị mốc thời gian nào là hình thành cái gì, cái gì, cái gì à, là trong cái slide này tôi sẽ cho các chị cái slide bài giảng này để các chị đọc đó. Tại vì tôi sẽ cho đề thi trong cái slide này thôi. Thành ra là tôi không có đề cập cho các chị chi tiết là ngày giai đoạn nào, tuần thứ mấy hoặc là ngày thứ mấy trong lúc tôi giảng bài. Nhưng mà khi mà các chị cầm cái slide các chị học hết, hay là các chị dùng cái giáo trình đại học, hay là chị dùng cái giáo trình sách giáo khoa học, các chị phải cho nắm rõ được những cái con số ở bên cực đỏ này nha. Bởi vì nếu mà chúng ta học phôi mà chúng ta không biết được cái mốc thời gian nào hình thành gì đó, thì gần như là chúng ta chả học phôi đó. Thành ra là những cái con số này thì trong lúc giảng bài tôi sẽ đề cập cho các chị có thể nhớ. Thì tim sẽ phát triển đầu tiên vào cái giai đoạn là ngày thứ 17 với lại 19 sau khi thụ tinh đó. Đó, các chị thấy không? Nó hình thành khá là nhanh đó. Và cái mô vi phạm sinh thành của hải đến thì nó sẽ hình thành nên cái diện sinh tim hình vòng cung đó. Thì từ cái diện sinh tim hình vòng cung này đó, là nó nằm ở hai bên cái điểm thôi đó, thì nó sẽ tạo ra là trung bì lá thành và trung bì lá tại. Cái phần trung bì là cái phần nào nó sẽ hình thành hết các cơ quan đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thử để hình thành cái sự tim thể tim mạch đó. Và chúng ta có cái phần thử là trung bì lá thành với trung bì lá tại nha. Tại nó rất là nội tạng đó các chị. Thì từ cái trung bì lá tại này nè, nó ở cái lớp giữa cái trung bì lá tạng với lại cái lớp nội bì đó, thì những cái mô vi phạm sinh mạch nó sẽ hình thành lên cái ống tim. Cái ống tim đơn thì những cái tế bào trong đó người ta gọi là tế bào vô cùng tim. Thì để giải lại cái phần chữ chữ không hẳn cái phần lý thuyết khá là dài đó, thì tôi sẽ dùng hình ảnh và tôi sẽ nói lại cái phần lý thuyết hình ảnh có hình ảnh nè. Thì những cái mô vi phạm sinh mạch các chị nó sẽ hình thành lên cái diện sinh tim ở phần đầu của điểm phôi hình vòng cung. Đây chính là cái diện sinh tim hình vòng cung nha. Đó, những cái phôi vào sinh mạch thì lúc đó nó sẽ tạo thành trung bì lá thành và trung bì lá tạng. Thì trung bì lá thành tức là cái phần màu cam ở đây ở hai bên của điểm phôi, thì tôi nói là màu cam. Các chị thấy cái màu cam cam này, cái phần đó là trung bì lá thành nha. Và phần cam ở trên là trung bì lá thành, và phần cam cam phía dưới là trung bì lá tạng nha. Trên dưới tức là sao? Các chị thấy trên là chỗ này là trên đó, là trung bì lá thành. Ở dưới à, ở dưới tức là nằm ở phía dưới chỗ này đó, trung bì lá tạng nha. Về giờ thì chúng ta đọc sách thì cái trong cái đông anh cũng nói rõ các chị trung bì lá thành lá tạng là gì, thì bây giờ chị thấy cho rõ đó. Thì các chị thấy không? Thì ở cái trung bì lá tạng này nha, ở phía dưới nữa là những cái mô vi phạm sinh mạch sẽ tập trung ở đây, và cái lớp màu vàng vàng này là cái lớp nội bì nha. Thì những cái mô, những cái tế bào của bụng tim á, nó sẽ nằm ở chỗ này các chị, và nó sẽ di chuyển ở trong đây để nó hình thành cái ống tim đơn đó. Thì hồi nãy có một cái câu là gì, cái tế bào của bụng tim nó sẽ di chuyển giữa trung bì và nội bì để hình thành cái ống tim đơn. Thì đây chính là cái bụng nội bì, cái bụng vàng. À, cái bụng nội bì là cái bụng vàng nha. Còn cái bụng trung bì lá tạng là cái màu cam,
phía trên, còn lá thành là phía trên đây nữa là lá thành nha. Rồi, và chúng ta thấy ở giữa lá thành và lá tạng nó có một cái khoảng không gian. Chúng ta thấy cái khoảng không gian này không? Đó. Và cái khoảng không gian này nếu như lá thành nó khép và nó dính vô lá tạng ấy, thì nó sẽ tạo một cái hốc, người ta gọi nó là lõi tim. À, thì một hồi nữa cái quá trình này khi phơi khép mình thì chúng ta nhìn sang cái hình bên dưới, thì ban đầu đó là cái đĩa tôi nó còn cái dạng thẳng anh chị. À, thì khi phơi khép mình lại nó rồi nó bong cong lại, à, cứ thấy là khép mình lại đó, khép mình lại này, thì chúng ta có thể thấy là từ từ cái lá thành đó nó đang di chuyển gần sát cái lá tạng hay không. Chỗ này là ở trên là cái lá thành, ở dưới là cái lá tạng. Lá trên là cái lá tạng nha. Thì khi mà nó di chuyển từ lá thành mà nó dính vô cái lá tạng luôn á, nó sẽ tạo thành một cái lõi tim. À, một cái lõi tim ở trong đây nha. Và từ hình B chuyển xuống hình C á, thì nó hơi nước đi quá nhiều. Thật sự là nó đi nước đi quá nhiều, thành ra nếu mà các chị học giáo khoa cho nên tôi sẽ không hiểu. À, thì tôi sẽ dùng thêm những cái hình ảnh ở bên ngoài cho anh chị. Tại sao từ cái hình B nó có thể chuyển xuống cái hình C? Thì đây, thực chất á, từ cái hình B mà chuyển xuống cái hình C á, thì cái ống tim á, nó sẽ phải thay đổi nữa. Tức là sao? Khi mà chúng ta dọc nó ra đó, thì chúng ta thấy là gì? Cái lỗ ở phía trên này là cái lõi tim này. Cái lỗ này được hình thành do sự sát nhập của chu kỳ lá thành và chu kỳ lá tạng. Thì lúc này, cái lỗ này nó nằm ở phía trên cái ống tim, anh chị thấy không? Này chuyển xuống đây này, anh chị thấy này. Đó, ở đây là một cái phần trắng trắng này đó, chính là cái lõi tim, và cái lõi này được hình thành do sự sát nhập của chu kỳ lá thành và lá tạng. Còn cái ống tim bây giờ nằm ở dưới. Đó. Thì khi mà phôi khép mình lại đó, khi cái điểm phôi khép mình thì các chị thấy cái tim sẽ xoay 180 độ đâu đó nha. Khi mà nó tiến dần dần vô trong, nó là khép cái điểm phôi nó khép lại đó, thì tim nó sẽ xoay từ lỗ phía dưới. Ban đầu đó thì cái lõi này, cái lõi tim này nằm ở trên, cái ống tim nằm ở dưới. Khi mà phôi nó khép mình thì nó xoay cho tốc độ đó, thì nó xoay tới khi mà nó dừng lại đó, thì chúng ta thấy được là gì? Cái ống tim nằm ở trên và cái lõi tim nằm ở dưới. Thấy không? Chỗ này hiểu chưa? Thì khi mà quay lại cái hình từ hình B đến hình C hồi nãy, đây nè, cái này là từ hình B nè sang cái hình C này. Đó, thì cái lõi tim á, nó chính là sự sát nhập của lá thành và lá tạng tới đây. Thì lúc đó cái lõi tim vẫn còn nằm trên, nhưng mà khi mà nó khép lại để mà hai cái ống tim nó sát nhập lại thành một cái ống tim đơn á, thì cái ống tim nằm trên, cái lõi tim nằm dưới. Thấy không? Bởi vì tim nó xoay 180 độ rồi. À, hai cái hình này chúng ta sẽ coi đi coi lại ha, để chúng ta hiểu. Ngoài ra tôi còn dùng một số hình trong những cái giáo trình khác nữa để chúng ta minh họa thêm cho cái quá trình khép mình này của hai cái ống tim hai bên nha. Thì để minh họa lại nè, các chị thấy nè, cái lá thành bây giờ nè nó dính vô cái lá tạng chưa? Thì khi mà lá thành nó dính vô lá tạng á, chúng ta sẽ có được cái lõi tim chỗ này. Còn cái này là cái gì? Cái tế bào mà nằm giữa cái phần chu kỳ với lại phần nội bì á, tạo một cái ống tim đơn này, thì ống tim đơn hai bên khi mà phôi nó khép lại đó, thì có phải là hai cái ống tim này tiếp gần lại với nhau không? Hai cái ống tim này tiếp gần lại với nhau, và thực chất á, bởi vì chúng ta đang nhìn cái mặt phẳng này cho nên chúng ta không có hiểu được cái quá trình thật sự, nhưng mà thực chất là còn xoay 180 độ nữa. Khi mà nó vừa khép mình thì nó vừa xoay. Đó, thì ban đầu đó, cái lõi tim nằm trên, anh chị thấy không? Đó, nó xoay sao đó, cuối cùng cái tim, cái ống tim khi mà cái ống tim đơn hình thành á, thì cái ống tim nó sẽ nằm phía trên. Đó, và cái lõi tim ở dưới. Thành ra là nó khá là khó chịu để chúng ta vô ăn. Giờ chúng ta sẽ xem cái tim này thì nó cũng không có hay lắm, nhưng mà nó sẽ giúp cho các anh chị hiểu được cái sơ lược thôi cái quá trình mà sát nhập của hai ống tim như thế nào. Thì đây là cái điểm phôi này, đó là cái diện sinh tim hình vòng vuông đó các chị. Thì từ cái diện sinh tim này nó sẽ hình thành nên chu kỳ lá thành với lá tạng, còn đây là các dòng này. Thì tim nó xoay như vậy, thì cái ống tim ban đầu ở dưới nó sẽ nằm lên trên. Chỗ đó nó cắt ngang ra, các chị thấy không?
tim xoay. Thật ra tôi đã nói là cái hình ảnh này thì nó mơ, cái phim này nó cũng không có phải là quá chất lượng, không phải là phim 3D mà chúng ta thích coi đó, chỉ là cái phim 2D thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cái phần đó thì là cái phần khó nhất ha, ra cách thì về cái chịu khó tưởng tượng trong danh sách và xem cái phim đó thì chúng ta có hình dung. Chúng ta không thể nào mất quá nhiều thời gian cái phần đó được. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp là quá trình hình thành nên những cái phần của tim, ví dụ như là sự kiện hóa của trong tim. Thì sự kiện hóa của tim chia ra là ba phần. Nhất đó là tim sẽ phát triển cái chiều dài và nó khóc như thế nào. Đã. Và phần thứ hai là phát triển những cái buồng tim. Thì những cái buồng tim này khi mà nó kiện hóa xong đó, nó sẽ hình thành ra những cái mặt thất gì. Và cái phần còn lại trong quá trình kiện hóa trong tim là quá trình hình thành cái bắt cái tim. Các chị để ý cái phần tôi giảng, bởi vì một hồi nữa khi chúng ta qua cái phần huyết tập của tim á, thì nếu như cái quá trình hình thành những cái bát can hoặc là cái quá trình hình thành những cái buồng tim này mà nó gặp những cái gọi là sự cố đó, những cái khiếm khuyết, thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy, những cái hệ lụy đó sẽ gây ra những cái bệnh tật bẩm sinh của tim. Thì bây giờ đầu tiên của cái phần chuyển hóa của ống tim á là phát triển cái chiều dài trước. Thì như tôi đã nói từ ban đầu đó, là khi tim phát triển á, cái ống tim á, nó đã hòa nhập thành một cái ống tim đơn á, nó sẽ chia ra thành năm vùng. Vùng thứ nhất người ta đặt là vùng thân động mạch nha. Thì cái vùng thân động mạch này sau này nó sẽ phát triển thành cái hạch động mạch chủ. Thì từ cái hạch động mạch chủ này đó, ở đây nó sẽ phát triển thành khung động mạch chủ với lại động mạch phổi nữa nha. Thì một hồi nữa chúng ta sẽ xem có chuyển hóa sao. Thì ở đây bây giờ chúng ta chỉ biết là cái ống tim nó sẽ, cái vùng đầu tiên của ống tim là vùng thân động mạch, và cái vùng thân động mạch này chuyển hóa thành hạch động mạch chủ. Cái vùng thứ hai của cái ống tim và cái nó chia ra là cái vùng hành tim. Cái vùng hành tim này nó chính là nguyên thủy tiền thân của cái tâm thất phải đó. Và cái vùng thứ ba là vùng tâm thất nguyên thủy. Thì tâm thất nguyên thủy này nó sẽ biến hóa thành tâm thất trái. Và kế tiếp là tâm nhĩ nguyên thủy. Tâm nhĩ nguyên thủy thì sẽ biến hóa thành tâm nhĩ phải. Và phần cuối cùng của cái ống tim là cái xoang tĩnh mạch đó, nó sẽ biến hóa thành tâm nhĩ trái. Thì đây là một số cái phần clip mà tóm tắt lại thôi cho các chị để hiểu. Và vào bài đó thì cái hình ảnh minh họa cho các chị như vậy. Ở đây đó thì các chị chỉ nhìn thấy là bốn cái màu thôi, nhưng mà thật ra cái màu đỏ này các chị nó lại chia ra thành hai vùng nữa đó nha. Đó là xoang tĩnh mạch với lại tâm nhĩ nguyên thủy đó, hai cái vùng đó là khác nhau. Ở thực tế chúng ta để ý, chứ không phải là tôi nói là năm phần là tính cái màu trắng đâu nha, cái màu trắng không phải đâu. Năm cái vùng mà cái ống tim chia ra là vùng màu đen này, sau đó cây xanh dương nè, và cái vùng màu đỏ này là hai vùng đó. Thật ra là chúng ta để ý. Thì cái vùng đầu tiên là thân động mạch này, thì cái thân động mạch này nó sẽ biến hóa thành hạch động mạch. Và cái phần tiếp theo là phần hạch tim, phần hạch tim thì nó sẽ biến hóa thành thất phải. Phần tiếp theo là tâm thất nguyên thủy, tâm thất nguyên thủy sẽ biến hóa thành thất trái. Và tới tâm nhĩ nguyên thủy và sau thân tâm. Thì chúng ta biết là cái ống tim hồi nãy được hình thành đó, nếu mà các chị để ý cái video hồi nãy đó, chúng ta sẽ được thấy là nó được cố định lại ở một cái vị trí, chứ không phải là nó nằm lơ lửng ở trong một cái dung dịch, hay trong cái dung dịch nào ra. Thì chúng ta thấy là nó được cố định ở cái vùng lưng á, thì nó sẽ được cố định lại ở cái mặt của lưng. Thì chúng ta hãy tưởng tượng, ví dụ như chúng ta có một cái khối mà được cố định ở trên một cái gì đó, mà nếu như cái khối nó từ từ nó lớn ra, nó phát triển tới chiều dài, không? Ví dụ như chúng ta có một cái ống mà nó dính lên trên, tới ví dụ một cái cây mà nó một cái nhánh cây mà nó mọc ở trên một cái cành cây, và cái nhánh cây đó ví dụ như nó phát triển tới chiều dài, đúng không? Thì nó cứ dài ra, nhưng mà bởi vì chúng ta biết là cái không gian á để chứa được cái tim á chỉ có một khoảng không nhất định mà thôi. Cái khoảng không nó không có lớn lên kịp, có những cái vùng tim nó phát triển rất là nhanh. Thành ra là cái vùng xung quanh nó không phát triển kịp để mà nó
đáp ứng cái mạng diện tích, cái mạng không gian cho trái tim. Cho nên bắt buộc nếu như cái ống mà bị cố định lại ở cái mạng trái tim lưng đó, đó thì gấp khúc, nó gấp khúc lại thì nó đảm bảo về cái phần không gian và diện tích của nó. Thành ra là nếu như cái tim này phát triển cái chiều ngang, nó cái chiều ngang nữa đó thì nó sẽ bị gấp khúc, có thể không thấy nó bình ra. Nó bình ra và nó biến dạng, tại vì nó không thể di chuyển được. Và cái thứ hai là cái mạng không gian nó bó hẹp như vậy, thành ra nó cũng là biến dạng. Thì nó biến dạng, cái từ biến dạng ở đây không phải là tức là bệnh nông nhanh, mà là nó gấp khúc. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cái thuật ngữ đó, quá trình gấp khúc của tim đó. Thì các anh chị thấy là khi mà cái hành động, cái hành tim này, cái hành tim và cái tâm thức nguyên thủy này nó phát triển ra đó, thì nó phát triển ra chiều dài mà. Nó phát triển ra chiều dài thì bắt buộc nó phải gấp khúc, thì nó sẽ tạo ra một cái chỗ gấp ở chỗ này. Giống như là ở chỗ này, khi mà nó bự ra thì nó gấp lại à, và nó đi xuống về phía bên phải nha. Còn cái phần tâm chỉ nguyên thủy này, TN là chỉ cho tôi hay viết tắt cái chữ TN, cái từ đờ mờ ở đây là cái từ mà động mạch với lại phần từ tĩnh mạch. Thì các chị đấy, tâm chỉ nguyên thủy là nằm đây và xoang tĩnh mạch ở đây thì nó cũng sẽ phát triển luôn đó. Khi nó phát triển thì nó vẫn phải gấp khúc đó, và nó sẽ phát triển đi lên, tại vì cái phần nhỏ hành tim với lại cái phần mà tâm thức nguyên thủy nó đã phát triển đi xuống rồi, nó kéo hai thằng lên trên và nó kéo phía sau đó, và kéo lên bên trái, bên trái lên. Và những cái dòng lý thuyết ở dưới đây ấy, thì nó mô tả về cái quá trình chuyển hóa của thân động mạch thôi. Thân động mạch là cái đường này các anh chị. Thân động mạch này đó là nó sẽ nối cái đuôi động mạch con tim và nó phân chia thành cặp động mạch bụng luôn nha. Và thân động mạch chính nó phình to ra thành hành động mạch. Thì chính cái hành động mạch này nè, nó sẽ sau này nó sẽ chuyển hóa thành cái cung động mạch và chuyển hóa thành động mạch phổi nữa. Thì cái đó là cái quá trình về sau một hồi nên chúng ta mô tả, thì hiện tại chỉ là phần lý thuyết giới thiệu thôi nha. Và cái hình ảnh này đó là cái mà nó mô tả lại cái quá trình gấp của hồi nãy tôi nói với các chị. Hồi nãy lúc mà tôi nói là tại sao bác chị cái chị dài đó, ở đó bị cố định ở cái mạng xuyên lưng đó, thì nó sẽ bị biến dạng như thế nào. Thì cái hình ảnh này là nó minh họa lại những cái lời giảng của tôi hồi nãy nha. Chúng ta có hành tim đây nè, và tâm thức sinh lý này, đó nó sẽ phát triển cái chiều dài, nó sẽ phát triển cả về chiều ngang lẫn chiều dài, nó phát triển không đồng đều, cho nên nó gấp cuộn xuống, nó gấp cuộn kéo cái tim xuống về phía bên phải. Các chị thấy không? Bởi vì chúng ta chỉ có một cái mảng không gian nhỏ như vậy thôi, mà bó hẹp thì nó bắt buộc nó phải bị gấp lại. À, thì khi mà nó phát triển xuống về phía bên phải vậy thì nó sẽ đẩy cái thằng tâm chỉ nguyên thủy lên sau, nó thành lên trên, nó đẩy lên trên và nó cũng làm cái đầu nó gấp cuộn theo luôn. Vậy thì chúng ta sẽ có cái ống tim nó sẽ gấp cuộn ở hai vị trí, nó sẽ gấp lại ở hai vị trí, chúng phải cũng gấp lại. Đó là cái vùng mà hành tim ở giữa cái hành tim và tâm thức nguyên thủy á, thì nó sẽ gấp lại đấy, ở cái vùng đó. Và cái tâm chỉ nguyên thủy đó và cái tâm thức nguyên thủy ở cái chỗ nối đó thì nó cũng gấp cuộn theo. Ở đây nó có cái chỗ nối, nó cũng gấp cuộn theo đó, là nó sẽ hình thành lên hai cái vùng gấp cuộn, là cái vùng màu xanh xanh mà tôi mô tả ở đây, thấy không? Đó. Và đấy, và khi mà nó gấp cuộn lại như vậy á, nó sẽ đẩy cái phần mà tâm chỉ với lại xoang tĩnh mạch á, nó bò lên trên lên phía sau đó, nó bò lên trên phía sau ha. Rồi cái hình này, cái hình ảnh này nó cũng lại là một cái rất là khó tưởng tượng cho các anh chị nữa. Thành ra là chúng ta lên YouTube á, chúng ta xem cái phần mà biến hóa của cái ống tim á, thì chúng ta sẽ thấy được cái quá trình gấp cuộn này nó di chuyển như thế nào, để mà chúng ta hiểu bài nha. Ở đây cũng là một sự tưởng tượng đó. Rồi cái phần thứ ba trong cái quá trình biến hóa của ống tim đó là quá trình tạo vách ngăn tim. Thì đây là cái mốc thời gian, tóm tắt lại đây là cái mốc thời gian là bắt đầu ở trung tuần thứ 5 và kết thúc trung tuần thứ 6 nha. Và có ba vách ngăn nó sẽ được hình thành, đó là vách ngăn liên nhĩ, ngăn liên hấp và vách ngăn thân nón động mạch. Có nghĩa là cái hành động mạch chủ hồi nãy các anh chị, thì tôi nói là cái hành động mạch đó là nó còn có một thuật ngữ nữa để mô tả cái hành động mạch đó, đó
là thân nó động mạch nha. Thành ra cái thân nó động mạch này chính là cái hình động mạch hình này. Thì cái hình này là mô tả cho các chị nè. Khi mà tim nó gấp cụ á, gấp khúc á, thì nó sẽ đưa cái tầng mà tác nhiễm nguyên thủy đó, chứ lại cái sao tinh thần nó bò lên trên, cái đưa ra cái sao để mà nó dính lại với lại cái tầng mà thấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái quá trình hình thành cái bát ngang kia như thế nào. Và cái bát ngang đầu tiên mà tôi mô tả cho các chị đó là bát ngang buồn nhĩ nha. Thì cái ngăn liên nhĩ đó các chị, nó sẽ được hình thành từ sự sát nhập của hai cái bát ngăn. Hai bát ngăn, đó là bát nguyên phát và bát thứ phát. Thì chúng ta nhìn để ý cái đặc điểm của nó, tôi sẽ mô tả về lý thuyết trước, sau đó vô hình ảnh minh họa tôi sẽ mô tả lại lý thuyết này các chị hiểu. Thì bây giờ chúng ta nhớ là bát nguyên phát á, đầu tiên là bát nguyên phát mô tả trước này, đó là một cái lớp mọc nha. Và mọc, nó sẽ mọc xuống từ cái mái của tâm nhĩ và nó mọc xuống. Và nó mọc từ từ mọc xuống. Tuy nhiên thì nó sẽ không có lấp cái mặc dù nó mọc xuống mà nó sẽ không có lấp cái tâm nhĩ nha. Nó mọc xuống và nó sẽ tạo ra hai cái lỗ. Cái lỗ đầu tiên nó thành thành đó là lỗ nguyên phát, và cái lỗ thứ hai tại sao nó tạo lỗ đó, bởi vì khi mà nó mọc từ trên xuống á thì nó sẽ hình thành một cái lỗ. Nếu như nó chưa lấp lại nó sẽ có cái lỗ đúng không, nhưng mà khi nó lấp rồi đó thì nó lại tạo được cái lỗ thứ hai, đó là cái lỗ thứ phát nha. Thành ra là cái bát nguyên phát này không bao giờ nó ngăn đôi cái bụng nhĩ hết, cái tâm nhĩ hết nha. Cái bát thứ hai mà tôi sẽ mô tả đó là cái bát thứ phát nha. Cái bát thứ phát này đó thì nó sẽ mọc ở bên phải của bát nguyên phát và nó là một cái lớp mô dày dày hơn hẳn cái bát nguyên phát hồi nãy luôn nha. Và nó lấp cái lỗ thứ phát luôn, lấp luôn cái lỗ thứ phát. Thành ra lúc này là chúng ta cảm thấy là có cảm giác ví dụ như là buồng nhĩ nó được như đôi rồi đúng không, nó được ngăn rồi, nhưng mà thực tế không phải như vậy nha. Có một cái thuật ngữ mà khi mà chúng ta học về cái sự hình thành hệ tim mạch ta phải luôn nhớ, đó là ở trong cái giai đoạn phôi và thai đó thì máu luôn luôn chảy từ phải sang trái tim nha. Tại sao các chị biết không, tại sao máu phải chảy từ phải sang trái tim không? Máu nó phải không từ phải sang trái tim, nó phải không như vậy bởi vì sao, khi mỗi lần tim nó co đó thì máu nó phải đi như vậy, thì máu nó từ cái động mạch cũng rốn á nó mới có thể đi lên hết được toàn bộ lưu tim. Chứ nếu mà nó bất chợt luôn cả cái buồng nhĩ luôn á, máu từ trái không thể, máu từ phải không thể qua trái, thì lúc đó đó máu sẽ không thể lưu không thể di chuyển lưu thông ở thành cái hệ tuần hoàn được. Chúng ta có một cái hệ tuần hoàn khi mà máu nó sẽ lưu thông đúng không, cái hệ tuần hoàn nguyên thủy là máu sẽ lưu thông. Mà nếu như bây giờ một cái buồng nhĩ của tim nó bị ngăn lại vậy rồi đó, thì coi như cái tuần hoàn nó bị ngăn chặn rồi. Cho nên các chị phải biết là cái thuật ngữ là máu luôn luôn phải di chuyển từ bên phải sang bên trái tim nha. Và cái nơi mà máu di chuyển ấy, thì là tâm nhĩ. Thì tại sao tôi nói vậy, vô hình ảnh minh họa tôi sẽ mô tả lại chuyện đó. Bây giờ chúng ta có cái buồng nhĩ đây, đây là cái buồng nhĩ. Thì đầu tiên á, cái quá trình hình thành cái bát liên nhĩ đó là tôi nói là nó sẽ được hình thành từ hai cái bát ngang, là bát nguyên phát, bát thứ phát, thấy nhớ không? Thì cái bát nguyên phát đầu tiên á, nó sẽ mọc lên từ tuần mái này, và nó là một cái bát mọc, nó mọc từ trên xuống. Như vậy có phải là nó tạo một cái lỗ đây không chị? Đây là cái lỗ này, khi mà nó chưa lắp cái buồng nhĩ này á thì nó sẽ có một cái lỗ. Thì lúc này máu sẽ di chuyển từ đâu sang đâu, phải sang trái nha. Máu đi dịp phải sang trái, khi mỗi lần mà tim nó co đó thì nó sẽ đưa máu này đi nuôi toàn bộ cái phôi thứ hai, tức là ở phía trong tuần hoàn đó, khi nó đi. Tuy nhiên khi mà cái bát nguyên phát này nó đụng xuống cái bát nhĩ nó ở đây, nó đụng xuống luôn, nó khép lại đó, thì vậy là không lẽ giờ nó ngăn cản máu di chuyển luôn, không có được. Thì bắt buộc nó phải tạo ra cái lỗ thứ hai, đó là cái lỗ thứ phát. Thì cái lỗ thứ phát này sẽ giúp cho máu di chuyển từ đâu qua đâu, phải sang trái, hiểu không? Có nghĩa là cái tâm nhĩ này không có bao giờ bị lắc hết á, khi mà cái bát nguyên phát hình thành
nó vẫn luôn luôn tạo ra những cái lỗ ở đây. Chúng ta có thể thấy những cái lỗ lỗ ở đây không? Và những cái lỗ này nó sẽ sát nhập lại thì nó tạo thành cái lỗ thứ khác. Thấy không? Đó. Thì bây giờ chưa hết, chưa dừng lại có định hình bánh ngăn được nghĩ chưa dừng lại đó. Bây giờ chúng ta sẽ hình thành cái bắt thứ phát. Thì cái bắt thứ phát đó là cái màu xanh xanh đây này các chị. Cái màu xanh xanh này nó sẽ bọc lơ ra từ cái phía bên phải nha. Và nó là một cái bắt rất là dày. Nó sẽ bọc xuống, nó lấp cái lỗ thứ phát này đi. Các chị thấy không? Đây là cái màu xanh này, nó là nó lấp, nó che. Đó, cái màu xanh này ha. Lấp nó che luôn cái lỗ thứ phát này. Cái lỗ thứ phát này. Đó. Thì và ở dưới cũng có, ở dưới nó cũng bọc lên luôn. Tuy nhiên thì cái bắt thứ phát này nó không có dính lại với nhau, nó vẫn chừa lại một cái lỗ. Cái màu xanh xanh này là cái bắt thứ phát này ha, và cái lỗ này nó không khép lại. Cái lỗ này không khép lại thì chúng ta có là lỗ bổ trụ đó. Như vậy thì tôi đã nói lúc nãy á, là máu phải di chuyển từ phải sang trái của tập dĩ đúng không? Giờ nóc đã đang trên làm sao có di chuyển vậy? Không, bây giờ là bắt thứ phát và bắt nhiên phát nó lắp luôn cái bụng dĩ đó thì làm sao nó di chuyển? Thì một lần nữa chúng ta phải để ý lại cái cấu trúc của hai cái bắt này. Các anh chị thấy cái bắt nhiên phát á là một cái lớp rất là mỏng nha, nó là một cái lớp rất là mỏng à, và cái bắt thứ phát á là một cái bắt dày ha, mỏng trên xuống à, là một cái bắt dày. Cho nên là khi mà máu á từ dưới lên vô tập dịch phải đó, nó sẽ vô đây đúng không? Nó vô đây và nó bị ngăn lại ở cái lớp mỏng này đúng không? Thì đó là máu nó sẽ không dừng lại đó, mà khi mà cái co đó, nó sẽ tạo một cái áp lực rất là mạnh và máu nó sẽ đẩy, nó sẽ đẩy luôn, nó sẽ đạp luôn cái anh bắt nguyên phát để mà nó tràn qua bên trái luôn. Cho nên máu vẫn có thể di chuyển từ phải sang trái. Nè các chị thấy không? Khi mà máu lên đây nó vẫn đẩy luôn, giống như là chúng ta có một lớp màng, giống như chúng ta có một cái rèm cửa đi ha. Và bây giờ cái rèm cửa đó nó mỏng quá, khi mà gió thổi hay là cái rèm cửa nó bay lên đâu, cho nên là gió cũng có thể tràn vô được nhà chúng ta nếu cái rèm cửa nó bay lên. Thì bởi vì cái bắt nguyên phát nó mỏng quá, nó không đủ dày, cho nên là cái máu ở đây nó tràn lên thì nó vẫn đủ mạnh để mà nó đẩy cái bắt nguyên phát lỡ tràn lên để mà máu có thể tiếp tục di chuyển từ phải sang trái ở trong cái phần tâm khí này à. Thì cái hình ảnh này nó sẽ tôi thấy dễ hơn à. Thấy không? Và đó là cái giai đoạn trước khi sinh, khi mà ông tim hành động tim việt hóa là máu sẽ phải di chuyển từ phải sang trái. Tuy nhiên cái chuyện đó sẽ phải thay đổi hoàn toàn khi mà em bé sinh ra đời. Vâng, ví dụ như khi em bé sinh ra đời rồi thì làm sao xuất hiện mà máu di chuyển từ bên phải sang trái được nữa, nó phải ngăn hoàn toàn luôn hết những cái buồng tim. Như vậy thì cái quá trình mà ngăn hoàn toàn quyết định hình thành cái bắt chuyển dĩ lúc này sẽ như thế nào thì chúng ta thấy nè, máu từ ở dưới tràn lên tâm dĩ phải nha, và ở bên tâm dĩ trái á, trước khi sinh nó đang chuyện thì lúc đó là cái phổi chúng ta chưa có mở ra, cho nên là cái áp lực ở trong phổi rất là lớn, máu nó không thể nào di chuyển vô trong phổi được nha. Nhưng mà sau khi sinh á thì bắt đầu gì, oxy và không khí nó tràn vô phổi thì nó sẽ làm áp lực của phổi giảm, thì lúc đó máu có thể tràn vào phổi được. Thì khi mà máu nó tràn vô phổi đó thì nó phải quay lại chứ, thì nó quay lại nó đổ đi đâu, tâm dĩ trái đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái áp lực, cái áp lực thứ nhất từ tâm dĩ phải từ dưới đưa lên, và cái áp lực thứ hai đó là từ tâm dĩ trái từ phổi tràn về. Như vậy có phải là hai cái áp lực nó sẽ ép cái bắt nguyên khí không? Nó ép lại, nó ép cái bắt nguyên phát vô cái bắt thứ phát, thành ra lúc đó là cái tim sẽ được, cái bụng dĩ sẽ được ngăn chặn hoàn toàn luôn, và lúc đó máu không có thể di chuyển từ bên phải sang bên trái được nha. Chúng ta để ý cái đó, đó là chờ cái áp lực trong phổi nó tăng, cái áp lực ở hai bên của cái tâm dĩ này, và rồi nó ép hai cái bắt lại với nhau, nó như bắt thứ phát ép lại hình như cái lỗ bổ trụ ở chỗ này nè, nó không còn cái tấm màng nào mà bay được ở đâu nha. Tại vì ở đây này nó dễ không, ở đây nè là tại vì khi mà máu đi lên nè thì ở bên đây là cái áp lực này nhỏ lắm ha, áp lực này gần như là không có cái gì bên này luôn, thì máu nó di chuyển thẳng thường luôn, nó đi xuyên qua một phát luôn, nó sẽ đẩy luôn cái bắt phát thì quẹo sang bên luôn. Nhưng mà bây giờ bởi vì hai cái áp lực ở bên đây nó cân bằng nhau rồi
nha. Báo bên đây hỏi dài về rồi, cho nên là nó sẽ ép hai cái lại nhau và ép chính lại luôn á. Thành ra là lúc đó cái bắp ngang thập nhĩ á nó hình thành luôn là nhờ như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ xem quá trình ngang thập nhĩ buồn thấp như thế nào. Thì cái quá trình hình thành cái bắp ngang buồn thấp đó, nó không có nhiều cái biến động để mà chúng ta phải để ý ha. Nó chỉ là vật lý thuyết đơn thuần thôi và chúng ta xem chúng ta biến hình thành như thế nào thôi. Thì cái hành tiêu nó phát triển, nó sẽ phát triển thành thất phải và thất thất nguyên thủy đó nó sẽ phát triển thành thất trái nha. Thì ở đây đó cái bắp thất nó hình thành như thế nào thì nó sẽ có ba cái bụng mô mà nó hình thành để tạo thành cái bắp ngang bụng thất. Đó là cái bụng trung mô phát triển ở giữa, là cái bụng này phát triển, cái bụng trung mô phát triển ở giữa, nó phát triển lên ngang bụng thất ra. Cái bụng thứ hai đó là cái bắp ngang ống chỉ thấp, chỗ này là cái gì ngang ống chỉ thấp ở chỗ này. Cái bắp ngang giữa cái thập nhĩ tam thất đó, nó cũng có một số mô đó nó hợp tràn xuống thì nó tạo thành cái bắp ngang tam thất. Và cái bụng còn lại đó là cái bụng hành trong mạch chủ. Chúng ta nhớ cái bụng mà thân động mạch không, thân động mạch nó sẽ phát triển thành hành động mạch, nó nhớ không? Cái bụng đó đó bắt đầu nó ngang ra, nó ngang ra thì nó sẽ tạo thành là động mạch chủ với lại động mạch phổi. Thì cái bắp ngang động mạch chủ với động mạch phổi đó đó nó cũng góp phần tạo thành cái bắp ngang buồng thất luôn nha. Để minh họa cho những cái gì tôi vừa mới nói đó thì tôi có hình ảnh nè. Thì cái này là thân động mạch, các chị nhớ không? Cái thân động mạch nè ở dưới là hành tiêu với lại thân nguyên thủy nè. Thì cái thân động mạch này nó cũng hình thành cái bắp ngang luôn. Tuy nhiên cái bắp ngang đó là cái bắp ngang xoắn cho các chị. Cái bắp ngang nó phải xoắn để chi? Nó đưa máu từ thất phải lên trên đâu? Trong mạch phổi nha. Thành ra là cái bắp ngang nó phải xoắn, chứ nếu mà nó ngang thẳng luôn là nó là cái tim lúc đó nó là sẽ thay ra một huyết tập rồi, thì lúc đó là nó không có tuần hoàn được luôn á. Nếu như mà là nó không có bớt, nghĩa là máu từ có oxy thì phổi nó không thể di chuyển được đâu. Nếu như nó thành thành bắp ngang thẳng luôn, thành ra bắt buộc nó phải xoắn như vậy để nó đưa máu từ cái tâm thất phải lên trên bắp phổi. Nhà chúng ta đã học cái thấu rồi, cái phần này chúng ta không phải quá khó hiểu. Và tóm tắt lại cái phần lý thuyết ở đây, thì cái quá trình ngang cái thân động mạch này, cái hành động mạch chủ này nó còn có một cái thuật ngữ là thân nó động mạch đó nha. Thì hình thành nó rất xoắn và nó tạo thành hai cái ống động mạch. Động mạch phổi thông với hành tim là tâm thất phải nha, và động mạch chủ thông với tâm thất nguyên thủy tức là tâm thất trái. Thì tôi đã vừa mới trình bày xong cho các chị quá trình hình thành cái bắp ngang tim như thế nào và đây là những cái mốc thời gian mà chúng ta bắt buộc phải nhớ nha các chị. Những cái hình ảnh này các chị học hình đó, các chị phải nhớ học luôn cả những cái mốc thời gian trong đó nha, bởi vì ra thì các sẽ có đó. Đây là mốc thời gian này, sao nó hình thành lên những bắp ngang như thế nào và nó có luôn những cái mốc thời gian nào và cái phần nào nó lấp lại có cái sắn của nó, có ngày thứ mấy và tuần thứ mấy luôn á. Chúng ta có thể mà học mà nhớ bài những bài ha. Thì tôi đã vừa mới giảng xong cái chuyện phần thứ nhất của ngày hôm nay đó là hình thành nên cái tim nó như thế nào. Có thắc mắc chỗ này không? Thế bài hình sai không? Rồi các bạn sẵn không? Thành ra nè, tại sao nó phải sẵn như vậy đó? Là em đã học giải phẫu rồi thì tim tim nó tim co đó thì máu nó sẽ đi từ đâu lên đâu? Thì tiếp tục nó sẽ đi từ máu nó sẽ đi như thế nào đó? Cái điều hỏi ra nhau nè. Tâm trí trái. Thì tâm trí trái đi đâu nè? Tâm trí trái rồi đi đâu nè? Tới lên cùng một mặt chủ không? Thì nếu như mà chỗ này đó nó hình thành lên một cái bắp ngang thẳng mà không xoắn thì cái chuyện kinh khủng gì xảy ra? Em tưởng tượng nếu như máu này co đó thì thay vì máu nó đi vô là phổi nó sẽ vô đâu? Động mạch chủ, đúng không? Nè, tôi nói ví dụ như là chỗ này đó, cái chỗ này em tưởng tượng có một cái đường thẳng đi từ trên xuống đây, thì ở bên đây nè, phải nè, nó đi lên đâu?
nó lên cho mình chủ luôn, thì có phải là máu sẽ không có lấy được oxy không? Hiểu ý tôi nói không? Cái quá trình thành thành cái bát sóng đó thì chắc là các em phải tưởng tượng rất là nhiều rồi. Thì ở đây không có những cái video clip mà mô tả cho em chính xác hay là nó đi như thế nào, nhưng mà các em chỉ cần phải hiểu được là cái kết quả thôi, đó là nó sẽ làm cái bát ngăn xoắn đến như vậy, nó đưa máu theo là gì, nó phải nó lên là động mạch phổi nha. Và các em hiểu là nếu như chỗ này là nó ngăn luôn một bên đi thẳng xuống này thì máu không thể nào lên phổi được, mà nó sẽ đi, nó sẽ vô cái con động mạch chủ luôn. Mỗi lần cái co á là từ cái thất thải vô động mạch chủ luôn, thì lúc đó làm sao lấy oxy nuôi toàn bộ cái thai được, hay là nó đến nuôi cơ thể được, thì như vậy là có phải bị bệnh không? Mà ví dụ như nó bớt như vậy thì ở bên đây nè tự nhiên nó vô phổi, mà nó vô phổi nó đâu có đi nuôi được, đâu có về vô phổi nó lại về phổi nữa. Thành ra là chúng ta để ý kỹ vào này nha. À, những cái hình ảnh minh họa này nè các em. Nè, ở đây đó chúng ta phải xem cái hình ảnh, ví dụ như là cái đường đi màu đen đen nè, là đi theo như nào, và cái đường màu trắng là đi theo nào. Đó, thì chúng ta phải để ý cái hình này. Nha, thì những cái thuật ngữ tiếng Anh này các em bắt buộc phải biết thôi. Chúng ta học đi những cái hình, những cái thuật ngữ tiếng Anh này, và có minh họa rất là kỹ luôn á, cho các em ngày thứ mấy nè. Cái vùng nào như thế nào thì ở đây em sẽ không có đi vào giải chi tiết cho các em, bởi vì sẽ không có thời gian đâu để giải thích thuật ngữ tiếng Anh từ tiếng Anh đến các em nha. Và các em ví dụ như về nhà các ông bà nữa thì đường đi của máu từ đâu lên đâu và từ đâu xuống đâu thì các em sẽ được biết điều đó, hiểu không? Và ở trong đây cái hình trắng đen này đó nó cũng khá là rõ luôn nè. Đó, là cái chỗ này nè các em, máu nè, từ thất thải nè, nó lên nè, cao, mà phổi nè, rồi nó về đây. Đó, thì cái vách ngăn xoắn nó sẽ giúp hình thành nên cái đường đi đó cho các em nha. Thì cái yên tâm này các em sẽ có một bài mà, nhưng mà các em có học hay không, tức là tôi biết là cùng học, các em cũng không có nhiều thời gian để học bài, tức là chúng ta sẽ cứ thắc mắc mãi thôi nha. Rồi, còn ai thắc mắc gì nữa không? Dạ. Dạ. Thôi chúng ta cũng biết nhanh đi, bài này còn được dài. Thế đó là sự hình thành hệ bằng máu. Thì hồi nãy đó là chúng ta đã có nghe sơ lượng về cái sự hình thành cái hệ bằng máu rồi. Đó là cái tĩnh mạch, ví dụ như là tĩnh mạch hoàn toàn, tĩnh mạch cũng lố là động mạch phổi gì, hay là cái cặp động mạch lưng, cặp động mạch bụng, cặp động mạch gì rồi, đúng không? Thế đó là chỉ là cái sơ lượng thôi. Nếu mà chúng ta biết được tuần hoàn máu như thế nào thôi, bây giờ chúng ta phải qua cái tổng thức là nó hình thành cái gì nè. Đó ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quá trình hình thành cái hệ động mạch trước. Thì cái hệ động mạch chúng ta sẽ có là gì? Để tóm tắt lại cho các em, chúng ta nó đi cả lan quá thì sẽ tóm tắt lại cho các em là có ba vùng nha. Vùng trước này gọi là vùng trước, vùng giữa và vùng sau. Và ở đây thì ở cái vùng trước, và vùng thứ 6, vùng thứ 8 á, nó sẽ có 6 cái vùng động mạch. Thì sáu cái động mạch này nó sẽ bị hóa như thế này, nó sẽ bị hóa rất nhiều luôn á, và hầu hết là có thể ba cung động mạch nó sẽ bị hóa trong cái sáu cung động mạch này nha. Là cái cặp thứ nhất, cặp thứ hai, cặp thứ năm nó sẽ hóa đi, còn họ đi vô bài nó sẽ tìm hiểu chi tiết. Và cái vùng giữa này đó thì nó cũng bị hóa rất nhiều, tuy nhiên là cái vùng giữa này chúng ta chỉ cần biết cái kết quả của cái việc hóa thôi. Thì cái vùng giữa này đó vào cuối tuần thứ năm đó nó sẽ điện hóa thành cái gì, động mạch gì, động mạch bụng nè, động mạch mạc theo trên và động mạch mạc theo dưới ha. Đó, rồi một cái vùng sau đó là cái vùng dưới đây này, vùng sau thì nó sẽ điện hóa cũng khá nhiều ha. Và chúng ta chỉ cần biết cái kết quả của quá trình điện hóa này thôi, chứ còn các em đi mô tả trực tiếp thì thực ra các em phải xem phim hoặc là đọc danh sách ngoài rất nhiều, và thực ra cũng không cần thiết nha. Và tôi chỉ ghi được cái kết quả của quá trình chuyển hóa này là nó sẽ tạo ra động mạch thông, động mạch hạ vi và động mạch trên mạc quang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái chuyển hóa của cái vùng trước như thế nào. Đấy, là tôi nói về cái sáu động mạch đó, thì các em nhớ cái hình này nãy không? Cái hình này nãy mà mỗi lần tim co là máu di chuyển từ đâu đến đâu nhớ không? Đó, thì mỗi lần tim co đó, chúng ta tưởng tượng có cái quả tim như thế này đi nha. Ở đây có cái ống tim này, có nghĩa là cái ống tim là lúc này nó khi mà cái cặp
và ống tim nó sát lại rồi đó, nó sẽ tạo cái ống tim đơn. Thì cái ống tim đơn là chỗ này đó. Thì mỗi lần tim con có phải là máu đi vô đây không? Máu đi vô đây à, và nó sẽ đi lên lưng. Cái này là cặp vào mạch bụng nha, cái này còn đầu mạch bụng nè. Thì khi mà tim con máu nó vô cặp vào mạch bụng này và nhờ 6 khúc động mạch này đó, thì máu nó mới đi lên được cái động mạch lưng nha. Đây chính là lưng, động mạch lưng, cái em đo sổ không, tức là cái động mạch lưng đó nha. Đó, thì nhờ cái 6 khúc động mạch này mà máu nó mới nối được và máu nó mới dần chuyển được từ phần bụng lên phần lưng đó. Tuy nhiên thì sau khi mà ra đời đó thì 6 khúc động mạch này nó đã chuyển hóa và biến mất đi đó. Thì cái cặp 1, cặp thứ 2 và cặp thứ 5 nó sẽ bị thoái hóa hết đó. Thì chúng ta nhìn sang cái hình B. Cái hình B này là cái hình mà nó đã bị hóa xong rồi đó các em. Chúng ta thấy là gần như nó đã bị hóa là một cái dạng mà hoàn chỉnh khúc đó. Thì cái chỗ này là cái tim nè à, chỗ này cái tim, thì cái này là khúc động mạch gì? Khúc động mạch chủ. Và cái tiếp tiếp thì chúng ta là động mạch gì? Mạch phổi nha. Đó thì nó là do cái khúc động mạch thứ 6 á, nó bị hóa thành cái động mạch phổi đó. Thấy không? Là cái tiếp tiếp này nè. Còn khúc động mạch thứ 4 đó thì nó sẽ bị hóa thành khúc động mạch chủ nha. Còn cái thứ năm, cái phổi thứ hai thì nó sẽ tiêu biến đi và nó sẽ trở thành một phần của những cái hệ mạch máu, ví dụ như là hệ cảm, dưới trò vân vân. Thì ở trong cái phần học này đó, để cho các em mà có thể nhớ được bài đó, thì tôi chỉ cần các em biết được cái kết quả của cái quá trình chuyển hóa này là thế nào thôi. Ngay chúng ta không vào cái mô tả chi tiết là nó biến mất như thế nào, hoặc là nó hình thế gì, hoặc là thời gian nào như thế nào. Thì cái phần khung động mạch thì tôi chỉ yêu cầu cái việc đó. Và cái khung động mạch thứ nhất là nó bị biến mất này, bị thoái hóa. Và khi mà nó thoái hóa đi á, thì cái phần còn lại của nó sẽ bị hóa thành gì? Đó là một phần của động mạch hàm trong nha. Động mạch động mạch hàm trong nha. Và cái khung động mạch thứ hai đó thì nó sẽ biến mất đi. Và cái kết quả của cái biến đó mất đó đó, và biến hóa của nó đó, nó sẽ tạo động mạch xương trong và động mạch hàm đàn. Đấy. Và cái khung động thứ ba thì nó sẽ hình thành cái hệ cặp trong và cái hệ cặp ngoài. Đây, khung động thứ ba nha. Và cái khung động thứ tư đó, cái khung động mạch thứ tư ở bên trái đó, thì nó sẽ phát triển thành gì? Động mạch chủ, đúng không ạ? Này là ở bên trái nè, động mạch chủ là khung thứ tư nè. Còn ở bên phải đó thì là cái kết quả biến hóa là động mạch dưới đòn. À. Còn cái khung động mạch thứ sáu nè các em, có hiện như nãy em đã biết rồi đó, là động mạch phổi đó. Thì ở bên phải đó, đây là bên phải thì nó sẽ là cái nhánh phải của động mạch phổi. À. Còn ở bên trái thì nó sẽ tạo thành cái nhánh trái của động mạch phổi. Tuy nhiên ở trong cái giai đoạn phôi thai đó, thì cái khung động mạch chủ, đây là khung động mạch chủ này, nó sẽ nối với lại động mạch phổi ở một cái ốc, người ta gọi nó là ốc động mạch nha các em. Đây là cái ốc động mạch. Các em thấy là cái phần đầu tiên, cái ốc đầu tiên nó nối với cái ốc màu đỏ bên trái ở bên một cái ốc nhỏ nhỏ không đó. Thì cái đó gọi là ốc động mạch nha. Thì tại sao nó phải nối như vậy? Thì cái lý do thì một hồi tôi sẽ giải thích cho các em tại sao nó phải nối ở trong giai đoạn này. Thì các em phải biết cái điều quan trọng là nó phải nối như vậy đó, là ở cái động mạch phổi với lại cũng rồi chủ nó nói là cái động mạch. Rồi ở cái hệ động mạch của tiên nhân là các em chỉ cần học lý thuyết hay học lòng học bài để mình chúng ta biết được cái kết quả biến hóa của nó thôi nha, chứ không cần yêu cầu cái nghĩa hình luôn. Rồi sự phát triển, bây giờ chúng ta sẽ qua sự phát triển của hệ tĩnh mạch này. Thì để tóm tắt lại cho các em dễ học bài và hạn chế giảm được cái tải lượng của bài học đó, thì tôi chỉ yêu cầu chúng ta học được hai cái vùng, đó là hệ hai cái vùng mà biến hóa, cái hệ tĩnh mạch đó là hệ cửa và cái hệ tĩnh mạch chính nha. Thì cái hệ cửa thì nó sẽ biến hóa là tĩnh mạch não màng, tĩnh mạch từ não màng và não màng đốt. Còn cái tĩnh mạch chính á thì nó bao gồm phần trước, phần sau và của cái hệ tĩnh mạch này nha. Còn cái hệ cửa này nó gồm tĩnh mạch não màng từ cuốn rốt. Thì cái hệ cửa là gồm tĩnh mạch não màng từ cuốn rốt này, nó sẽ biến hóa thành gì?
sao? Tại vì nó trong giai đoạn phôi thì nó cần có những cái tịch mạch ở mãn màng để hút rốt để cho nó nuôi nó phôi. Nhưng mà khi mà nó phát triển thành thai rồi nó đâu còn nữa, nó có biện pháp, nó tiêu biến đi, thì nó tiêu biến thành cái gì? Nó tiêu biến thành cái hàng cửa các em. Thì cái tịch mạch mãn màng này đó, thì chúng ta để ý sang cái hình, chúng ta nhìn cái hình này. Đầu tiên chúng ta nhìn cái này trước nha. Thì chúng ta thấy là hai cái ống bên trong này không? Hai cái ống này nhỏ tôi đang chỉ của tên này. Đó chính là tịch mạch mãn màng nha. Còn hai ống bên ngoài này là tịch mạch hút rốt. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về mãn màng trước đi đó. Thì cái tịch mạch mãn màng, quá trình chuyển hóa của nó, tôi sẽ chia nó làm ba vùng. Vùng tiền gan, vùng gan và vùng hậu gan nha. Thì cái phần tiền gan là các em nó sẽ nối với tá tràng. Khi mà nó bị phá nối với tá tràng và nó sẽ hình thành lên cái hàng cửa. Còn cái phần gan á thì nó sẽ bị giáp lại và nó tạo thành cái hệ thống mạng lưới luôn. Mạng lưới bao mặt cho gan luôn. Đây là cái phần gan. Nó tạo thành mạng lưới bao mặt luôn. Ở đây, xuống đây tạo hình hạt lưới bao mặt luôn nha. Tạo hình hạt này tức là gan luôn. Còn cái phần hậu gan đó các em, cái phần hậu gan ở phần trên này nha, thì nó vẫn tạo ra tính mạch gan nha. Và nó còn dính với lại cái tính mạch chủ dưới nữa. Các em biết tính mạch chủ dưới rồi đúng không? Chúng ta học tại vì ở trong đây là cái phần thôi, nhưng mà còn giải phẫu học rồi chúng ta mới biết tính mạch chủ dưới là gì. Thì cái phần hậu gan đó của cái tịch mạch mãn màng nó sẽ chuyển hóa thành một phần của tịch mạch chủ dưới luôn. Thành ra là chúng ta chỉ cần biết được cái kết quả chuyển hóa của những cái tịch mạch này thôi, chứ chúng ta không cần phải đi vào quá chi tiết cái chuyển hóa như thế nào. Và bây giờ qua tịch mạch hút rốt. Tịch mạch hút rốt hồi nãy tôi nói nằm ngoài đúng không? Hai cái dây ở ngoài nè. Hai cái dây ở ngoài đó là tịch mạch hút rốt đó nè. Và lúc đầu nó chạy hai bên hút gan nè, và nó chảy về sau tịch mạch. Thì cái phần cái trụ gan cái này, cái những cái trụ nó không ra không? Tạo cái phần cam cam này đó không? Là ban đầu thì chạy hai bên nghe. Nhưng mà sau đó thì nó thoái hóa đi ấy. Khi gan phát triển này thì nó không còn những phần tim nữa. Thì bây giờ nó còn chảy vào sơn tĩnh mạch này nghe không? Ban đầu đó là cái cầm tĩnh mạch rốt này nó còn nối với lại sơn tĩnh mạch. Nhưng mà khi mà van gan chỗ này nó bình ra thì nó không còn nối với tim nữa luôn, không mất liên kết với tim nha. Và ở bên phải đó thì nó biến mất. Đây cái phần này là bên phải của nó nè. Tịnh mạch cung rốn bên phải đó thì nó sẽ biến mất nha. Còn cái tịnh mạch cung rốn bên trái đó thì nó sẽ biến hóa là gì? Ống tịnh mạch gan. Đây bên phải nó biến mất nè. Còn bên trái này nè, đây là bên trái của tịnh mạch cung rốn, nó sẽ phát triển thành ống tịnh mạch gan. Ống tĩnh mạch gan và đối với lại tĩnh mạch chủ dưới luôn, tĩnh mạch chủ dưới luôn, ở bên trên tĩnh mạch chủ dưới, ở bên trên tĩnh mạch chủ dưới nha, các em đừng có lộn cái này nè. Và đây là cái hệ cửa mà tóm tắt lại những cái tôi gộp chung luôn cả cái sự biến hóa của tĩnh mạch mãn màng của tĩnh mạch rốn vô trong cái hình này luôn, thì cái hình này là cái tổng hợp chung sự biến hóa của hệ cửa luôn. Rồi, cái hệ tĩnh mạch thì tại vì nó hơi lạ với các em, chúng ta phải va chạm với những kiến thức mới và nó khá là lạ lẫm, cho nên hiện tại chúng ta chưa có kiểm nhận ra ha. Thì chúng ta về nhà chúng ta cứ đọc đi đọc lại những cái đó chúng ta quen, thì khi mà quen chúng ta sẽ hiểu, mà quen là chúng ta hiểu nhau, chúng ta nhớ bài được. Chứ bây giờ thì nó còn hơi lạ quá, bởi vì nó khá là nhiều chứ không phải gì, nó còn rất là nhiều thì mình bị đổi. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ qua cái sự chuyển hóa. Như hồi nãy tôi nói là cái hệ tĩnh mạch để chia ra thành cái hệ cửa. Hệ cửa tôi vừa mới nói xong rồi đó. Bây giờ chúng tôi sẽ xem cái chuyển hóa của tĩnh mạch chính như thế nào. Là cái phần này nối với tim nè. Tĩnh chính thì chia ra cái phần đầu phôi là cặp tĩnh mạch chính trước. Phần đuôi phôi là cặp tĩnh mạch chính sau. Và ở phần giữa đó thì nó sát cặp lại. Một cái cặp tĩnh mạch chính chung giữa thấu vào xoang tĩnh mạch. Thì ở phần đầu đó
thì chúng ta thấy đây cái tỉnh trước nối với nhau bằng một cái cặp một cái mạch máu xung quanh cặp nha, một cái mạch máu mà nó nối từ bên đây, đây là từ trái qua phải hay bên phải qua trái nha, trái qua phải. Các em để ý nha, máu di chuyển trong tim á lúc nào cũng phải là từ phải sang trái, tuy nhiên máu ở đây thì nó lại di chuyển từ trái qua phải nha. Đó, cái đường đi của máu khá là phức tạp. Tại sao các em biết không? Tại sao nó mới di chuyển từ trái qua phải mà nó không di chuyển từ hơn trái? Đường đi chạy tim nó mới tạo thành một cái dòng tuần hoàn, đúng không? Cho nên là nếu mà các bạn nào hiểu bài đấy, chúng ta sẽ dễ học phần này lên. Nha, có nghĩa là ở cặp chúng ta đứng trước nè, ở đây là cái tim đi, cái tim này nằm chỗ này nha. Chúng ta biết cái tim là chỗ này, thì nó có cặp chúng ta đứng trước nè. Đó, thì chỗ này máu bắt buộc phải di chuyển từ trái qua phải, thì nó mới về tim được, mới hệ tuần hoàn được. Chứ nếu mà ở đây mà nó tim từ phải sang trái luôn, làm sao mà máu di chuyển, đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ tôi sẽ mô tả chi tiết hơn đó là cái cặp tĩnh mạch trước ở bên trái đây nè, cặp nước ở bên trái này. Đó thì nó sẽ chuyển hóa cái gì, tĩnh mạch trong trái, tĩnh mạch phía đầu nha, còn phần đuôi thì nó sẽ thoái hóa đi, phần đuôi thì thoái hóa đi, cái này là phần đuôi, phần đuôi là chỗ này ở trên đó, thì nó sẽ chuyển hóa thành gì, tĩnh mạch trong trái, tĩnh mạch phía đầu nha, phần đuôi thoái hóa. Còn cặp tĩnh mạch trước bên phải nó bị phá cái gì, thì phần đầu nè các em trở thành tĩnh mạch trong bên phải và tĩnh mạch phía đầu nha. Ở bên trái nè, ở bên trái nè, chúng ta mới nói nè, thấy không, giờ phần đuôi nó bị phá hóa nè, thấy chưa? Đó, bây giờ chúng ta qua bên phải thì ở bên phải thì nó sẽ bị phá thành tĩnh mạch dưới đầu và tĩnh mạch trong phải, và phần giữa nè nó sẽ tạo thành tĩnh mạch cánh tay đầu nha, và phần đuôi của tĩnh mạch trước phải và chúng ta chung chung tạo thành một trụ chân, cái này là chúng ta trụ chân đúng không? Đó, cái này là chúng ta trụ chân, cái tim ở đây à, chúng ta có một cái tim ở đây và tôi đã xóa đi cái tim rồi thì chúng ta không có bị rối nữa này. Và rất là may cho lớp của các em năm nay đó là thay vì những cái năm trước đó, tôi còn mô tả thêm cái phần biến hóa của cái tĩnh mạch phía sau nữa. Tĩnh mạch phía sau là cái ở dưới này nè các em. Cái ở dưới nãy giờ chúng ta nói về tĩnh mạch phía trước á là chúng ta nói ở phía trên đây. Còn tĩnh mạch phía sau á là cái ở dưới này. Ở dưới đây là có gì? Thận, gan, từ lưa dưới đây. Còn quá trình chuyển hóa nó nữa đó. Nhưng mà năm nay thì tôi nghĩ là cái phần nó khá là nặng nề với các em, nên là em nào mà muốn học thì cứ theo phần đó đó. Chúng ta có thể lên thư viện và những phòng học sách nước ngoài đó, người ta sẽ môn thả những em về việc má phần sau này nữa. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ môn thả về tĩnh mạch trước thôi, bởi vì nó liên quan nhiều đến tim hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cùng mạch máu của thai. Bây giờ là chúng ta đã có gì, động mạch, tĩnh mạch, rồi tim hình thành hết trơn rồi, thì chúng ta sẽ xem là máu di chuyển như thế nào ở trong cái giai đoạn thai. Thì máu mà dầu oxy nó sẽ lấy từ đâu em? Đúng là tôi cũng đố rồi, nhưng mà lấy từ đâu? Nhau, đúng rồi. Dây thì từ nhau thai có luôn rồi nè. Thì từ nhau thai đó thì máu nhiều oxy nè ha, nó sẽ di chuyển và nó 80%. Đấy, thì bắt đầu nó di chuyển là qua gan. Sao hồi nãy các em nhớ là cái động mạch khuôn lốn với động mạch rãnh màng không? Nó đã bị hóa trơn rồi, rồi nó tạo thành cái hệ cửa đó, tất nhiên là máu sẽ qua gan. Đó thì từ máu cái dầu oxy từ nhau thai á đi từ động mạch khuôn lốn đi lên, và nó phải đi qua gan thôi. Đó, và thì từ gan đi lên tiếp nữa thì nó sẽ lên tĩnh mạch phía dưới này, không? Nó lên từ bên dưới nè, sau đó nó vào tâm chỉ bên phải. Đó, và tâm chỉ phải này như tôi đã nói từ đầu đó, là cái lưu lượng máu rất là lớn, nó sẽ đẩy luôn cái bách chuyển hóa, nó tràn qua luôn bên trái luôn, là lúc đó là máu di chuyển từ phải sang trái tim, nhớ không? Đó, và khi mà những máu từ lúc này đó, máu ngoài ra chúng ta cũng có tĩnh mạch phía trên nữa. Cái tĩnh mạch phía trên là phải là nó bị hóa từ đâu phải, nhớ không? Cặp tĩnh mạch phía trước đó, nhớ không? Cặp tĩnh mạch trước đó, đó thì nó tạo thành phía trên.
lúc đó đó nó sẽ đi vô cái tập thể của thải nha. Đó là lúc này đó máu sẽ pha trộn nha, máu sẽ pha trộn, tại vì ở trên đó thì ở trên đi xuống thì nó hết oxy các em, đúng không? Ở chỉ có từ ở dưới lên á là từ dưới đi lên nó từ phúc rốn, nó từ cái nhau thai lên thì lúc đó máu cái dầu oxy còn ở trên đổ xuống á thì máu hết oxy á. Thành ra là nó sẽ trộn lại máu oxy này, thành ra là máu ở đây thì nó sẽ giảm đi một lượng một xíu liền rồi, và nó đi qua cái tâm thất trái nha, đường phải thất trái nó đi qua thất trái và nó đi khỏi, lúc đó thì nó đi xuống cái tâm thất trái và đi lên cái đồng chủ và đi chui vào một cơ thể đây. Và cái hình ảnh này là cái hình ảnh tôi đã lại những cái gì mà tôi vừa mới nói một tiếng cho các em nha, từ mắt rốt này từ cái nhau thai này đi. Đó, thì nó phải qua gan thôi, tại vì chỗ này là cái tinh thần thuốc lốt đã bị hóa từ lương hay nữa rồi nha. Và bắt đầu về tim này, cái này là gì? Tinh mạch gì đây? Dưới, ở trên xuống là gì? Chú trên, nha, sẽ đổ vô cái thâm nhĩ đây nha. Chỗ này là máu pha này, ở trên cái đồ xì pha thì nó sẽ đi qua luôn, đường phải sang trái luôn. Đó, thấy không? Em thấy không? Là tại vì sao? Cái lỗ bầu dục á nó chỉ được ngăn bởi cái vách nguyên mát thôi, và cái vách nó rất là yếu, rất là mỏng, cho nên là máu nó đẩy luôn cái vách nguyên mát luôn, nó đi qua luôn đó, và nó tạo cái ba lỗ bầu dục là như vậy đó. Thì nó đi từ phải sang trái đó. Và ngoài ra đó thì khi mà máu ở trên đổ xuống á nó cũng đi vô tâm thất nữa ha, nó vô tâm thất nữa và chỗ này cũng qua luôn đó, đi lên phổi. À, và bởi vì lúc này á, áp lực trong phổi là lớn, lúc này phổi nó xẹp lại thì cái áp lực nó lớn lắm, thấy không? Thành ra máu đâu đi vô được đâu, máu nó không đi vô được nó phải quay về, các em hiểu không? Thành ra đó là khi mà máu không đi vô được nó quay về như vậy đó, thì tại sao nó phải có cái ống nối giữa động mạch phổi với lại động mạch chủ? Là bởi vì sao cái áp lực chỗ này nó lớn, cái máu nó không vô phổi được này. Thành ra là để giải phóng bớt cái áp lực đó, nó bắt buộc phải hình thành lên một cái ống nối, người ta gọi là ống động mạch, nó nối động mạch chủ với lại cái động mạch phổi. Khi mà nó nối như vậy các em thấy là cái áp lực này nó sẽ chia ra, thì một rất nhiều máu từ đây nó sẽ tràn vô đây. Đó, máu này là máu ít oxy nha, thành ra cái hình này nó hơi sai sai nha các em. Máu ở chỗ này đó là máu ít oxy nha, máu từ trên này đổ xuống và đi lên đây nè là máu ít oxy á, là nó có màu xanh xanh đó, thì được. Chỉ có máu từ bên đỏ ở bên trái thì nó mới là máu nhồi oxy thôi. Tại vì sao nó đi từ đây nè, qua đây xuống đây đi lên là máu nhồi oxy đây. Đó, thành ra chúng ta học bài chúng ta phải hiểu cái chỗ đó là chỗ nào là máu nhồi oxy, là chỗ nào là máu oxy và tại sao nó lại pha vậy nha. Và tại sao nó lại có cái đóng nối như vậy đó, là để nó giải phóng bớt áp lực, bởi vì máu nó không thể tràn vào phổi được. Cái thấy không? Nó không thể vào phổi được, cho nên là nó phải đi như vậy. Nó phải giải phóng bớt vô trong cái này là động mạch chủ. À, giảm cái áp lực máu vô cái động mạch chủ, nó phải nối vậy. Thành ra ở trong cái giai đoạn phôi thai đó là em bé nó còn cái ống động mạch. Thì một hồi tôi sẽ qua cái phần khiếm khuyết sau khi sinh, là nếu như cái ống động mạch này mà nó còn, sau khi sinh mà nó còn thì nó sẽ gây ra cái khiếm khuyết tật gì cho em bé sau khi sinh. À, thì tôi vừa mới giải thích cho các em xong về cái hệ tuần hoàn máu và trước khi sinh ở trong giai đoạn thai. Bây giờ sau khi cái ra đời thì gì xảy ra? Mọi chuyện nó đã thay đổi rồi cho các em, tất cả mọi chuyện đã thay đổi, và như vậy thì máu và oxy nó không còn được cung cấp ở cái nhau thai nữa, đúng không? Như vậy thì ở từ máu từ phun rốn đi lên nó không phải là máu và oxy nữa. Chúng ta thấy là lỗi gì mà bạn chưa? Toàn bộ cái phần bên phải này là máu màu xanh hết, và máu được oxy hết, và máu về gan và này kia đó là máu được oxy rồi, bởi vì chúng ta mất cái nhau. Như vậy mà chúng ta mất, vậy chúng ta có được cái gì? Rồi mất và chúng ta có cái gì? Tức là sao lúc này áp lực của phổi nó đã giảm, bởi vì khí nó đã tràn vào phổi rồi. Khi mà khí tràn vào phổi này nó sẽ làm cái phổi mở ra, thì lúc này là khi mà cái phổi mở ra như vậy đó, nó sẽ làm cái áp lực ở trong phổi giảm và máu lúc đó nó có thể tràn vào phổi này nha. Thì khi mà máu ở đây cái tâm thất bên phải nó co nha, thì máu nó sẽ lên đâu
là mình nổi đúng không? Nên là mình nổi và như vậy ở đây nó đã tràn được vào phổi. À, khi máu tràn được vào phổi thì nó mới về chứ. Vô phổi nó về, nó vô, nó về, nó vô, nó sẽ tắc phổi. Quên, tôi quên mấy cái luôn là chúng ta không có học về cái sự việc hóa của tắc phổi nha. Mặc dù nó dính tiên nhưng mà chúng ta không có học. Không có học tức như là các em muốn học cũng được. Tôi chỉ không giải cho mình nó thôi. Thành ra là các em nào muốn học với mình đó thì chúng ta phải học thêm cho một chương trình ha. Mà thật ra cái sự việc hóa của nó cũng đơn giản các em. Thì chúng ta sẽ xem thêm phần đó. Và cái phần đó thì không guarantee ha. Là ở đây có không cái tình tật nổi nữa ha. Với là sao đó, khi mà máu từ động mạch phổi nó vô phổi và nó sẽ quay về chuyển tim, quay chuyển tim qua tình phổi à, lúc này nó xuống và nó ép lên trên cái mắt luôn, ép lên trên cái mắt chuyển khác luôn, thành ra lúc này nó sẽ có áp lực ở bên trái và bên phải của cái thập chỉ, nó sẽ như nhau ép vô và tạo thành thập chỉ à, và khi đó thì máu sẽ về thấm thất lên à, đó chính là vòng tuần hoàn máu sau khi sinh rồi chúng ta thấy vòng tuần hoàn máu của người trong sự thay đổi của nó nha. Cái hình ảnh này chúng ta sẽ mơ mô tả rõ hơn trước sinh thì máu di chuyển như thế nào nha, và chúng ta để ý trước khi sinh đó là máu dầu oxy nè, chỗ này đầu đỏ nè các em thấy không, và tại sao chỗ này màu xanh nè, và nó phải có cái ống đầu đầm xe để nó giảm bớt cái lùi đường máu đâu vô phổi sinh đâu. Và sau khi sinh nếu như cái không còn có máu cung cấp từ nhau thai nữa thì khi mà cắt được đổi màu hoàn toàn cái nhé. Và lúc sau khi sinh ra nó có một cái điều nữa chúng ta bắt buộc phải nhớ, đó là gì, cái ống trọng mạch đó nó không còn được phép tồn tại. Tại sao? Cái ống động mạch là cái nơi mà nối giữa cái động mạch phổi với lại của động mạch chủ đúng không, nếu như nó tồn tại đó thì nó sẽ đưa máu với oxy vô vô của mình uống sao, cho nên là bắt buộc là cái ống này sẽ bị thoái hóa đi và nó sẽ bị chai lại và nó bít luôn trong đó. Là một số ví dụ các em học cao lên thì nó là một số cái tế bào ở trong cái vùng mà cái động mạch này nó rất là nhạy cảm với oxy và nó khá là nhạy cảm với một số hormone của người mẹ nữa, cho nên là ví dụ mà cái em bé nào mà sanh non thì sanh non thì chiếu khác thì lúc đó là cái hormone trong người mẹ nó còn nhiều quá, lúc đó là cái ống này nó tác động nó làm ngăn chặn cái quá trình mà chai và quá trình tiêu biến của cái ống này à, và lúc em bé là cái em bé thứ hai người ta thấy nuôi trong những cái lồng oxy như bạn sẽ nghe đó là bởi vì nó cung cấp oxy nhiều, bởi vì cái oxy nhiều đó thì nó sẽ tác động và kích thích cái quá trình tiêu biến cái ống động mạch này luôn đó, và cái ống động mạch nó ngăn lại nó không có đưa máu với oxy từ cái động mạch phổi vô trong cái động chủ nữa nha. Đó là cái đặc điểm chúng ta phải nhớ trong cái ngày chúng ta báo trước là sau khi sinh. Rồi nếu chúng ta đã biết được cái mạch nó hình thành như thế nào rồi và cái đường đi của máu ở hệ tuần hoàn của máu như thế nào rồi, như vậy thì nếu như những cái quá trình đó mà gặp khiếm khuyết và gặp là khiếm khuyết á thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề gì xảy ra, những khuyết tật gì mà các em phải nắm. Thứ nhất là khuyết tật không liên hệ, thứ hai đó là khuyết tật không liên thất, tuy nhiên pha lô và khuyết tật còn ống động mạch. Cái ống động mạch em nhớ không, ví dụ chỗ này là cái ống động mạch này, nếu như cái ống động mạch này như là tôi nói mà nó không có bị khuyết liên á, nó vẫn còn á, thì chúng ta thấy cái hệ lụy của nó là gì, nó vẫn đưa máu từ động mạch phổi vô trong động mạch chủ đúng không, vì vậy thì nó sẽ gây ra những cái bé sinh ra từ máu đi và bộ cơ thể là bằng oxy. Và ở đây thì cũng có một số website nó mô tả cho các em khá là chi tiết về cái việc nó có thể ra như thế nào, thì vô đó chúng ta coi thì nó sẽ dạy phục vụ và bé luôn là có những cách điều trị gì luôn đó, là mình cách xử lý thế nào mình thường thường ra hợp bệnh và sử dụng cái biện pháp coi là các danh tăng cường oxy và các cái phẫu thuật để mà cứu những cái trường hợp mà em bé bị tiêm. Thì cái trường hợp đầu tiên á là tôi sẽ nói về cái huyết mạch ngăn buồng nhĩ nha. Bây giờ cái mắt ngăn nhĩ đó các em, hồi nãy là chúng ta biết là cái mắt nguyên phát có thứ phát đúng không, hồi nãy là khi mà áp lực ở hai bên nhĩ đó nó không đặt với nhau mà nó ép
nghĩ đó. Tuy nhiên nếu như mà cái chuyện đó không được xảy ra một cách trơn tru đó thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ không có lắp lại được, và lúc đó thì em bé sẽ bị viêm đó. Thì cái kiếm huyết của nó thì nguyên nhân thì nó khá là đơn giản thôi, nó tóm tắt ở đây thôi, nó là gì, tạo ra những cái sụt máu đó. Nó sẽ cái đó là từ sụt máu đó, các em sẽ gặp rất là nhiều trong khi mà các em học bài thi, sau đó các em được thảo để giảng lên các em kỹ hơn. Không, từ cái có nghĩa là sao? À, tay thì nhớ sau khi ra đời là máu nó không có được di chuyển từ trong sang đâu đấy. Trước khi sinh thì máu sẽ phải di chuyển từ bàn trái, nhưng mà sau khi sinh rồi bắt buộc phải ngăn chặn luôn trường hợp máu di chuyển như vậy, nha, chứ không có được đi từ trong qua đâu hết. Đó. Thì, nếu như cái kiếm huyết mà ngăn buồng nhĩ xảy ra đó thì nó sẽ tạo ra một máu khác qua phải và nó gây ra cái chuyện gì? Đó. Đó là chỗ này nó nghi ra đến nguyên nhân là do kiếm huyết bị đứt nguyên phát và một bệnh nguyên phát. Thì cái hình ảnh này là tôi sẽ giải thích tại sao nó lại gọi là sụt máu đi từ tháng mà một ngày trước em lên nguyên nhân. Thì thực ra cũng dễ hiểu là tại sao nó có. Anh đây chúng ta thấy nè, đối với một cái tim bình thường của em, chỗ này nó gấp lại thì khi mà tim co bóp á thì có phải là máu nó sẽ đi lên cái đạo mạch chủ và đi nuôi ra bình thường cái nào, nhưng mà nếu như ở đây nó có cái lỗ đi thì mỗi lần tim co em thì thực chất á cái xung máu này ban đầu nó chưa có đâu. Ví dụ như là khi em bé ra đời nha, mà lỡ như ở đây nó có cái lỗ đi, nghĩ nó có cái lỗ, nó nhắc nghĩ nó có cái lỗ thì em bé nó bình thường nó chưa có tim nha. Tuy nhiên sau một thời gian, sau một thời gian là hai, một hai tuần hoặc là mất là vài tháng sau luôn á thì em bé nó mới bị tím. Là tại sao? Là khi mà đi nuôi cơ thể nó thấy, ví dụ như mà ban đầu sinh ra mà chỗ này có cái lỗ á thì các em thấy thì thường gì máu màu tím đâu có phải là máu đi nuôi cơ thể đâu, đúng không? Ví dụ máu mà từ bên đây tràn vào chút xíu thôi thì bên đây là máu dầu oxy, mà máu dầu oxy qua đây thì cùng lắm nó đi xuống đây rồi nó định lên phổi thì phổi cũng dài dầu oxy thì cũng đi về đây, thành ra là máu đi nuôi cơ thể lúc này và cũng là máu dầu oxy, đúng không? Lúc đó em bé nó chưa tiến. Nhưng mà tại sao vài ba tuần sau nó tiến? Là tại vì nếu như cái trường hợp này cứ tiếp diễn á thì các em thấy là gì mà cái áp lực ở bên phải nó bắt đầu nó tăng lên, là em bé nó sẽ gây ra cái hệ lụy là em bé nó sẽ bị tăng huyết áp. Tại vì cái áp lực này bên tay phải nó tăng lên nè, tại vì có một cái lượng thể tích từ bên trái càng qua rồi thì em bé bắt buộc là lúc đó là nó tăng cái áp lực máu gì thì em bé bắt buộc nó sẽ bị cao huyết áp. Và khi mà nó đi xuống đây đó nha thì có phải là cái tâm thất phải nó bị chứa máu đúng không? Bây giờ nó phải ban đầu nó chứa một cái lượng máu từ ở dưới đi lên đi xuống thôi, mà bây giờ nó phải chứa thêm cả một cái lượng máu từ trái đi qua nữa. Đó, có phải là nó bị làm việc quá không? Và khi mà nó bơm máu như vậy, khi mà nó bơm một cái lượng máu nhiều hơn cái lượng máu mà nó vốn phải có đó, thì bắt buộc nó phải làm việc nhiều hơn. Thì các em thấy là cái lớp cơ mình phải như vậy lên không? À, lúc này cái lớp cơ nó dày lên, thì khi nó dày lên như vậy đó, nó bắt đầu nó bớt cái tóc máu lên cái đầu mình nổi. Và khi nó dày lên như vậy đó thì máu lúc này khi mà nó tạo lên gì thì nó sẽ gây cái trường hợp là tăng huyết áp, bởi vì máu nó sẽ dồn lên trên cái đầu mạch phổi, à đúng không? Nhưng mà lúc này là xuống máu đi từ trái qua phải thì em bé nó chưa bị tím, nhưng mà sau một thời gian các em khi mà cái chỗ này nè nó bớt quá, tại vì cái lớp cơ bắt đầu nó dày lên rồi nó bớt mạnh quá thì khi mà máu lên đây thì nó co đó, nó đi luôn từ phải qua trái luôn, có nghĩa là nó tạo cái luồng xuống ngược lại. Ban đầu đó là chỉ từ trái qua phải thôi, thì cái từ trái qua phải này nó làm cho cái áp lực này tăng lên nè, làm cho cái lớp cơ này dày lên nè, thì sau đó một thời gian khi mà cái chuyện nó co đó thì máu thay vì từ dưới lên đây á, nó chảy xuống đây nè, nó đi luôn qua đây luôn. Lúc này chúng ta sẽ có một cái xô máu đi từ phải sang trái. Thì khi cái chuyện đó xảy ra đó, thì có phải là máu bên đây là máu ít oxy không? Máu này là máu ít oxy thì nó tràn qua bên đây, thì máu đi nuôi cơ thể lúc đó là máu ít oxy.
tại vì nó đã pha rồi, nó đã pha cuộc nó mất oxy từ bên phải qua đây rồi, hiểu chưa? À, thành ra đó chính là cái hệ lụy của cái việc mà tạo ra một cái xung máu đi từ trái qua phải. Có nghĩa là bắt đầu đi từ trái qua phải rồi sau đó đi ngược lại luôn, tại vì nó đã cố có cái lỗ ở đó, chắc hiểu không? Chỗ này đi hẳn hết rồi. Nếu như chỗ này mà các em hiểu đó thì những cái clip đặt về sau nữa các em cũng sẽ hiểu luôn, bởi vì cái nguyên nhân của nó và cái cách hình thành lên cái máu của nó cũng tương tự như vậy luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét về cái khí huyết ngăn buồn thất. Hồi nãy là ở tâm chỉ, ở cái bắp ngăn tâm chỉ nó có một cái lỗ, bây giờ cái lỗ đó nó xảy ra ở cái tâm thất. À, cái trường hợp này nha các em thì rất là phổ biến, 25%, và tôi chắc chắn là có một số người ngồi đây cũng đã bị trường hợp này rồi, nhưng mà phải các em không biết thôi. Có nghĩa là cái tâm thất của các em đó, nó có cái lỗ cứ khi mà các em sinh ra, hiểu không, nó sẽ có một cái lỗ, có nghĩa là nó chưa có ngăn hoàn toàn đâu, bởi vì cái tâm thất này đó nó được hình thành nha các em bởi ba vùng đường đó, nhớ không, ba vùng nào nhớ không, ba vùng nào thì chúng ta dạy cái tập bài nhớ, thì ba cái vùng đó đó nó chưa có xong, nó hình thành chưa xong thì chúng ta sẽ có cái lỗ này, và đa phần đó thì nó sẽ lấp lại các em, có nghĩa là khi mà các em lớn lên thì cái quá trình phát triển tim tiếp theo đó thì hầu hết những cái trường hợp cái huyết đó là cái lỗ này, cái lỗ mà cái vùng đất này nó sẽ được lấp lại và chúng ta sẽ phát triển thành con người trở thành bình thường. À, nhưng mà cái lúc mà mới sinh lên, cái lúc mà mới sinh thì nó thì 25% là nó nhiều lắm, là nó chưa có lấp cái bắp ngang này. À, tuy nhiên nếu như cái bắp ngang này không được lấp lại thì chúng ta sẽ tìm kiếm nha. Lúc đó thì mới sinh ra là bé tiếng liền luôn các em, nó tiếng ngay lập tức luôn á. Là tại sao cái lỗ, ví dụ như cái lỗ này mà quá lớn đi, lấy ví dụ cái miếng nhỏ thì nó từ từ lấp lại, nó có máu tràn qua chưa có sao, nhưng mà nếu như mà cái lỗ này nó lớn quá đó, nó nhiều quá thì có phải là máu thiếu oxy đấy, nó từ bên phải nó tràn qua cái thì em bé sắp ra thì tiến tái lên. À, ra là chúng ta sẽ có ba cái trường hợp, đó là gì, hoặc là sắp ra bị khiếm khuyết không có bị gì, hoặc là sắp ra bình thường nhưng mà sau một thời gian thì tiến tái, và cái trường hợp cuối cùng sắp ra em bé bị tiến tiền liên tức, tức là do cái lỗ này nó lớn quá. À, thì cái lỗ này mà nó lớn quá thì chúng ta phải can thiệp cái biện pháp ổn định hơn để mà lắp nó lại cái phòng thì của cái bé đó, cái thấy không, áo nó chỉ ban đầu đó nếu như cái lỗ này còn các em thấy không, mà nếu mà cái lỗ này nhỏ đó thì máu nó sẽ đi qua đây. À, chúng ta sinh ra thành ra những cái em bé mà có cái lỗ này nhỏ thường thường nó bình thường. À, thành ra phạm vi lớn lên một cái là tự động nó sẽ lấp đây luôn, còn nếu mà cái lỗ này lớn quá thì tự nhiên đi qua bên đây luôn, mẹ bé sinh ra cũng tái đều luôn, đúng không? Chúng ta sẽ có sinh máu và sinh ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái khiếm khuyết nữa, đó là cái tập mà còn không được dễ hiểu hơn thôi. Thì như hồi nãy tôi nói đó, là để trước khi sinh á, mà để giảm tải cái lưu lượng máu di chuyển vô phổi đó, bởi vì là trước khi sinh thì phổi nó ghép lại, máu nó không thể làm vô phổi được, cho nên là bắt buộc nó phải có thêm cái ống động mạch này để thực hiện nó giảm gặp được các lượng máu, và lúc đó nó có thể di chuyển từ cái động mạch phổi động mạch vừa là trước khi sinh, nhưng mà sau khi sinh rồi đó, khi mà phổi mở ra rồi đó, là cái ống này còn là gì xảy ra. À, khi mà em bé sinh ra đó thì chúng ta thấy là nó bình thường, tức là nó chưa có tiến. À, bởi vì sao các em thấy không, máu đi vui cơ thể lúc mà mới sinh ra, nếu như mà cái kéo vào một miệng còn á thì có phải là nó vẫn là máu chậu xiêm, nếu mà theo cái đường đi này thì máu trong cái động mạch này mới là máu chậu xiêm. À, cùng lắm đó nè, chút xíu máu chậu xiêm đây thôi, có nghĩa là nó chỉ kẹt chút xíu máu thì vô cái động mạch
là họ giàu hơn chứ nữa. Cho nên là em bé sinh ra thì nó chỉ trong một vùng địa, trong vùng biển đó, đúng không? Nếu như mà cháu lại họ, tuy nhiên sau một thời gian, như tôi đã nói rồi, nếu như sau một thời gian là cái ống này còn đó, thì có phải là nó sẽ gây ra cái hiện tượng tăng cao huyết áp? Bởi vì sao? Cái lưu lượng máu ở trong cái động mạch phổi này lúc này nó bị gia tăng rồi. Nó bị gia tăng là do máu từ những cái động mạch chủ này tràn, đúng không? Thì các em thử tưởng tượng xem, máu từ ở phía dưới nó tất cả phải bơm lên và nó một vị ở trên này cường xuống được. Như vậy thì nó có phải là cái tăng huyết áp này nó phải làm việc nhiều hơn không? Nó phải bớt mạnh hơn vì nó đẩy máu vô phổi để mà nó phát cái lực ở trên này ở trên tràn xuống chứ. Thì khi mà nó làm việc gia tăng cường vậy thì nó sẽ làm cho những cái thành của thất thải nó dày lên đâu đó, lúc này nó dày lên và nó tiếp tục cơ nó lại tiếp tục phát triển mạnh lên. Thì khi mà cơ tim chỗ này nè, ta nhớ là cơ tim không đó, khi mà cái cơ tim chỗ này á nó phát triển dày lên thì nó sẽ làm cho cái áp lực ở đây nó mạnh lên dần, nó mạnh lên dần và tới một lúc nào đó nó phù hợp đấy, nó không còn sợ cái cơ tim từ về cái mặt mọi thứ mà nó sẽ đi ngược lên trở lại luôn, nó sẽ đi ngược qua cái mũi tên này. Các em hiểu không? Thay vì cái mũi tên này đi lên xuống đây, cái mũi tên này nó còn này có thể đi ngược trở lên. Vậy thì máu đi ngược trở lại lúc này là máu đi ngược lên. Hiểu không? Giống như cái trường hợp không đi chỉ ra như vậy. Hiểu không? Thì dưới nãy là cũng là từ bên trái qua phải, trái qua phải thì đâu có sao, tại vì máu từ trái là thì không, nhưng mà nếu như nó lại đi ngược trở lại nữa thì lúc đó nó lại làm máu tim bạn bé lúc đó nó mới bị tim. Các em hiểu không? Có nghĩa là sắp ra sau một thời gian nó mới bị tim. Và thường thường cái trường hợp này từ 3 đến 2 đến 3 tháng nó bị tim chứ không phải là một tuần đâu nha. Bởi vì cái chuyện đó thì ra là cái ống động mạch này rất là nguy hiểm nha. Ra là cái chuyện mà xử lý đó cũng đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta có thể chứ không có điều gì những kết quả không tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần cuối. Cái đề hội tiếng Anh Amiga này là cái phần chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây là phần lý thuyết thôi nha, nó đọc ta hiểu hơn đó, chỉ là phần tóm tắt lại là cái hiện tượng xuống máu thì trái bên phải là bên trái và nó gây ra cái hiện tượng tái đó. Đây là lý thuyết. Chúng ta sẽ đi nhanh qua cái phần cuối cùng, đó là cái phần lâu. Cái thứ nhất mà lâu này là các em, nó là kết hợp của bốn cái hiện tượng luôn đó. Đó, và em bé sinh ra thì ngay lập tức thì nó thứ nhất mà lâu đó tắt lại những cái em đọc ở trong sách giáo khoa rồi, đó là bốn cái hiện tượng này. Thứ nhất đó là phòng hình thức, thứ hai là hẹp động mạch phổi, thứ ba là động mạch chủ cưỡi ngựa, không phải là trái cưỡi ngựa. Đây cái từ override tức là nó bị tràn qua một bên ha, và tì đại chất lại. Thì các em đọc ở trong bốn, thật ra là nó có bốn cái thứ nhất này, nhưng mà nó có một cái nguyên nhân mà nó tạo nên ba cái nguyên nhân còn lại. Có nghĩa là ba cái nguyên nhân còn lại chỉ là cái hệ lụy của một nguyên nhân mà thôi. Các em biết cái nguyên nhân đó là gì không? Các em đọc tìm thấy không? Đúng rồi, không biết hết nha. Và thật ra cái thông tin thất này là do đâu? Cũng không phải là do cái thất không, mà nó sẽ liên quan với cái hình thức. Thấy cái hình ảnh này không? Hồi nãy á, là tôi nói với em là nó hình ảnh của các bạn chỗ này, các bạn nhớ không? Cái này là hình ảnh của này. Và nó sẽ chia cái này ra là mặt phổi và mặt chủ. Thầy thấy nhớ không? Tuy nhiên, nếu như cái mắt đèn xoắn này nó cũng xoắn, nhưng mà nó chia không có đều. Hai giờ hồi nãy nó chia đều, nó chia đều ra bởi vì là chủ và nó đụng với lại cái bắt ngang trong nó ở dưới á, nó chia đều. Còn nếu như nó không chia đều, tức là nó chia lợn sang bên, tức là nó chia ra cái động mạch phổi thì nhặt và động mạch chủ thì đụng. Cái hiểu hiểu tôi nói cái chuyện đều cái đó không? Có nghĩa là cái động mạch phổi lúc này nè, nó bị nhỏ lại, cái đường kính của động mạch phổi bị nhỏ lại và cái đường kính của động mạch phổi nó bự ra. Thì như vậy nó không thể đụng được khi mà nó bị tập, dù như nó chỉ đều á, nhưng nó đụng với cái dưới thì nó ngang ra được. Còn ví dụ nó bị đợt sang bên vậy, thì bây giờ nó bị xéo vậy, thì rõ ràng là nó đã tạo ra một cái lỗ không đó, thì chúng ta sẽ không lấp lại được đó. Còn khi mà nó tất không lấp lại được á, lúc đó em bé sẽ ra nó bị cái gì đó.
và những cái còn lại thiên nhiên động mạch phổi nè hoặc là động mạch chủ cưỡi ngựa nè là do nguyên nhân đó là cái chia đôi cái hàng động mạch cái tên đó là bệnh gì cái gì đó các em thấy không và cái đó làm cho là cái động mạch phổi nó còn một xíu và cái động mạch chủ lúc này nó sự ra đó chính là hai cái hàng từ hàng của nha và vì đại chứ phải là vì sao vì đại là thì máu nó tràn qua rồi máu lúc này nè có cái lỗ nè từ trái này tràn qua đúng không máu từ bên đây nó lại tràn qua đây thì nó cứ phải bơm đi lên trong khi đó là cái động mạch phổi nhỏ quá các em thấy không cái động mạch phổi này nhỏ quá là ta để mà nó đưa máu phủ lên phổi đó bắt buộc nó phải bớt thì phải nhiều thì lúc đó là máu mới đủ nó chui vô cái động mạch phổi này là chính vì vậy nó làm cho là tăng cao huyết áp và nó làm cho cái vì cái chỗ mà nó phải cái cơ chứ không phải nó phải cắt cơ thì nó phải phát triển lên thì nó làm phiền lại đó để mà nó bổ sung cái áo vô trong cái đường phổi đó là tôi vừa lên cái xong những em về chúng ta chủ bài hai mặt dù chúng ta biết gì mà chủ bài thì để ngay bây giờ chủ bài và những cái phần vừa nó không có nói đây chính là